chương 1040, truy binh tới. Hai cái này, nói tới nói lui đều là điều khiển, là vận dụng thần hồn. Mà ta phục dụng luân hồi trà, thần hồn mạnh hơn trung cực vị thông thường, thậm chí có thể sánh ngang đại viên mãn, lại lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện, thần hồn kiên cố, người cùng cấp không người nào có thể so sánh. Nói cách khác, ở trên điều kiện tiên thiên, ta vượt qua những người khác rất nhiều. Ở trên thủ pháp luyện đan, linh dược thần cấp cùng thông thường cũng không có khác nhau chỉ là hai điểm ôn độ cực hạn cùng thần văn đan vào vượt xa linh dược thiên cấp mà thôi. Vậy thì bắt đầu đi, hắn bắt đầu nếm thử luyện chế khí thiên đan, này là thần dược cấp 1, có thể để sơn hà cảnh nhanh chóng tích lũy nguyên lực. Thần đan có loại công hiệu này rất nhiều, nhưng khí thiên đan tuyệt đối là người nổi bật nhất. Phải biết thuốc có 3 phần độc, đan dược gì cũng không thể trở thành cơm ăn, bởi vậy trong một tháng chỉ có thể dùng 10 viên, nên hiệu quả càng tốt càng chân quý. Thất bại, thất bại, thất bại, dù sao cũng là thần đan, Lăng Hàn như biến thành thời gian mới học đan đạo, không ngừng nổ lô. Nhưng hắn một chút cũng không nản lòng, bởi vì ở mỗi lần thất bại, hắn đều có tiến bộ rõ ràng. Tiếc nuối là, lại 6 ngày đi qua, bọn họ phải ra biển, nhưng Lăng Hàn vẫn không có thành công. Chỉ hơn 10 lần nữa, ta có thể thành công. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc ra hắc tháp, bước về bến tàu. Bọn họ đến không lâu, liền thấy lục tục có người lại, hơn nữa còn có một ít người quen biết. Khương An Vân tự nhiên không cần nói, Mang theo 10 tên thủ hạ Sơn Hà Cảnh, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc, hận không thể trừng ra ngoài. Đó là người của La gia, La Ngọc, La Ngộ cùng La Sâm Vân. La Sâm Vân là cường giả Nhật Nguyệt Cảnh, chắc là hơn 3 vạn năm trước đột phá, hiện tại có khả năng đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Thủy Nhạn Ngọc thấp giọng nói ở bên tai của hắn, còn có bên kia, Tả Tiêu cùng Phạm Dũng, hay thị vệ khác của Triệu Luân, rất sớm trước đây chính là Sơn Hà Cảnh đại cực vị, hẳn là đạt tới đỉnh phong nàng nhìn một chỗ khác, lại nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, hắn thấy bốn mỹ nữ, không phải là đám người liếu ánh tứ vệ của Sa Nguyên sao. Bốn nữ này đều là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn, không thể khinh thường. Trừ lần đó ra, còn có một thiếu niên áo tang, nhìn qua chỉ 17-18 tuổi, không ngờ có tu vi thần cấp, chỉ là cảnh giới cụ thể không hiện. Ánh mắt của thiếu niên này như hổ, lúc nhìn chằm chằm người sẽ làm cho người kinh sợ. Một nữ tử bạch y, dáng dấp đẹp như thiên tiên, da trắng như ngọc, môi đỏ mỏng, tóc thật dài. Thân sắc của nàng lạnh lùng, như một tòa băng sơn, để người không dám thân cận. Một thanh niên ôm kiếm, đi đến chỗ nào cũng ôm thật chặt vào ngực, như một khắc cũng không thể xa rời vậy. Cuối cùng là một nam tử áo xám, dung mạo xấu xí, ném ở trong đám người thuộc về loại tuyệt không ai liếc mắt nhìn nhiều. Lăng Hàn có xuyên vân toa, tốc độ rất nhanh, nhưng như la ra, xa ra, triệu ra tự nhiên có thể đơn giản tra ra mục đích của hắn, bởi vậy phí chút thời gian rốt cuộc cũng chạy tới. Còn có một nén hương thời gian sẽ xuất phát, lên thuyền nhanh lên, mỗi người giao nộp 10 khối chân nguyên thạch. Trên thuyền, một gã thủy thủ lớn tiếng nói, thiếu niên vải thô là người thứ nhất lên thuyền, sau đó là bạch y nữ tử, thanh niên ôm kiếm, nhưng kế tiếp lại không có người động. Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, xem ra, người còn dư lại đều hướng về hắn mà đến, hắn không lên thuyền mà nói, vậy dĩ nhiên cũng không ai lên thuyền. Đến đây đi, hắn và Thủy Nhạn Ngọc đi lên bong tàu, giao hai mươi khối chân nguyên thạch đứng ở đầu thuyền nhất thời người của la gia sa gia triệu gia đều động giao nộp chân nguyên thạch lên thuyền chờ một chút ngài là nhật nguyệt cảnh không thể lên thuyền tên thủy thủ kia ngăn la gia la sâm vân lại vì sao lão phu không thể lên thuyền la sâm vân không vui nói sơn hà cảnh nho nhỏ cũng dám ngăn mình khí thế của hắn lan ra nhất thời để tên thủy thủ kia lạnh run hừ các hạ muốn đổ dưỡn uy phong mà nói mời đi nơi khác đây chính là bến tàu phách phủ. Một cầm bào lão giả giống như U Linh hiện ra, phía sau hắn dương động một vòng nhật nguyệt. Quy củ của dương gia ta là như thế, đội thuyền loại nhỏ chỉ có sơn hà cảnh mới có thể lên, đây cũng là vì mọi người an toàn, miễn cho sau khi rời bến bị đồng hành ám toán. Đội thuyền loại nhỏ có cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn tọa chấn, nếu có nhật nguyệt cảnh lên thuyền, người chấn ai a à. Con mắt của La Sâm Vân nhìn đối phương một lúc lâu, nhưng chỉ hừ một tiếng, nói cho La Ngọc, la ngộ vài câu, liền thối lui đến bến tàu. Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi la ra còn không tính là Cường Long. Hắn nhìn chằm chằm lăng hàn, trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào, hắn không thể lên thuyền thì như thế nào, la ngọc và la ngộ đều là sơn hà cảnh đại viên mãn, la ngọc càng đạt tới đại viên mãn đỉnh phong, trở tay liền có thể chân áp. Sau một nén hương, chiếc thuyền này rời bến, lái về phía nội hải minh mông. Chiếc thuyền này là loại thuyền nhỏ, quả thực không lớn, trường dài 10 trượng, cao 5 trường, có 3 tầng, khách nhân đều ở tầng trên cùng, thuyền viên thì ở tầng cuối, tầng giữa là kho vũ khí, bệ pháo, có thể dùng chân nguyên thạch làm năng lượng, đánh ra công kích đáng sợ. Bất quá bình thường là tuyệt sẽ không nã pháo, bởi vì bắn một pháo sẽ thiêu hủy một khối thậm chí mấy khối chân nguyên thạch, cái giá rất cao. Động lực của chiếc thuyền này cũng là chân nguyên thạch, trong thân tàu có trận pháp, thời điểm không mượn được sức gió sẽ lấy chân nguyên thạch kích phát trận pháp đi tới. Khi bến tàu tiêu thất khỏi mi mắt, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú lên người Lăng Hàn. Ha 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 ha, tiểu tử, người vẫn không nhịn được rời bến. Khương An Vân cười ha hả hắn thấy, chỉ cần ra khỏi biển, vư vật núng nịu, yêu mị kia chính là của hắn. Lăng Hàn không có để ý tới, đây chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Bắt hắn cho bản thiếu, Khương An Vân có chút thẹn quá thành giận, hắn chính là thiếu bang chủ của hắc ngũ bang A. Làm càn, một gã tráng hán xuất hiện, thật rất cao to, thân cao đạt tới nửa trường, cơ bắp nhô lên, đen kịt, phảng phất như hàn thiết chú thành, có thể rõ ràng nhìn thấy hàn quang phản xạ. Ngươi là ai, dám nói chuyện với bản thiếu như vậy? Chương 1041, luyện đan. Khương An Vân bất mãn nói, lẽ nào danh hào thiếu bang chủ của Hắc Ngũ bang như hắn không có tác dụng, nhiều người không nể mặt hắn như vậy. Thiếu bang chủ, một lão giả vội vàng kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói. Vị này chính là Dương gia Dương Thiết Thành, cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn có người nói tu luyện kỳ công thể phách như thần thiết lợi khí khó thương rất được dương ra coi trọng khương an vân nhất thời không có tính tình hắn là hắc ngũ bang thiếu chủ không giả nhưng hắc ngũ bang có thể so sánh với dương ra sao ở trên thuyền của ta thì thành thật cho ta dương thiết thành đảo qua mỗi người một vòng kinh nghiệm của hắn phong phú thế nào sao nhìn không ra rất nhiều người đều là hướng về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia mà đến xuống thuyền các người có ân oán gì có thể tự hành giải quyết nhưng ở trên thuyền nếu ai động thủ đả thương người, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn lành lạnh nói, không giữ lại khí thức của mình chút nào. Dương huynh đúng không, tại hạ có chút ngứa tay, chúng ta qua hai chiêu làm sao? La Ngọc đứng dậy, trên mặt mang dáng tươi cười. Tốt, Dương Thiết Thành dứt khoát đáp ứng. Nếu không trấn áp những người này mà nói, không chừng sẽ gây ra phiền toái gì ở phía sau. La Ngọc đi lên trước vài bước, tay nhấn về phía Dương Thiết Thành. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Dương Thiết Thành xuất thủ, Hai người đều lấy mau đánh mau, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. La Ngọc chờ kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt đến kinh người. "Đa tạ, Dương Thiết Thành ôm quyền, nhàn nhạt, nhạt nói. Qua một hồi lâu, La Ngọc mới bớt đau ến, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Dương huynh quả nhiên lợi hại, tại hạ không phải đối thủ." Cao thủ vừa ra tay, liền biết có môn đạo hay không, Dương Thiết Thành cường thế bày ra thực lực, nhất thời để người trên thuyền đều dùng mình không dám có chút khinh thường hắn nữa. Nguyên bản bọn người la ra tự nghĩ đến từ hoàng đô, có chút coi thường thổ dân ở thâm sơn cùng cốc này, nhưng Dương Thiết Thành cường đại đã tát cho bọn họ một bạt tai. Người này chắc là thiên tài nhị tinh, tu vi đại viên mãn đỉnh phong, hơn nữa thiên tài nhị tinh, chắc là đệ nhất cao thủ hoàn toàn xứng đáng trên thuyền. Xem ra, ở trên thuyền là giết không được lăng hàn. Chờ, những người này đều có quyết định, nụ cười đầy mặt, nhìn không ra thần tình biến hóa chút nào. Lặp lại lần nữa bất kể là ai, đều không được xuất thủ với khách nhân ở trên thuyền, bằng không, người giết người, ta liền giết ngươi. Dương Thiết Thành lành lạnh nói, hừ, những người khác đều im lặng không lên tiếng, chỉ có Khương An Vân bất mãn hiện ở trên mặt, này cũng có thể thấy được hắn ngu ngốc, đã đạt tới sơn hà cảnh, nhưng ngay cả một chút lòng giả cũng không có. Hắn đã quen ta nghĩ thì ta làm, ta muốn thì ta đoạt, bây giờ bị người áp chế, tự nhiên cực kỳ bất mãn. Sau khi Dương Thiết Thành nói xong, Liên tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi Chuyến này đi sẽ rất dài Đội thuyền lấy lộ tuyến cố định nhíu qua nội hải một vòng Trong lúc này sẽ dừng ở vài hải vực nổi danh Mỗi lần dừng lại từ 1 đến 3 ngày không đều Tiếp đó sẽ lái về hải vực tiếp theo Cái gì gọi là nổi danh hải vực Chính là dưới hải vực này Có khả năng có bảo vật Trước đây lúc khối tinh thần kia rơi xuống Bản thân cũng bể thành nhiều khối Trong đó có 7 khối đặc biệt lớn Phân biệt ở trong 7 hải vực Bởi vậy Bình thường muốn tầm bảo mà nói, sẽ đi tới bảy hải vực này. Lăng Hàn nhìn phong cảnh một chút, tinh thần hải khắp nơi là trọng lực kinh người, võ giả bơi ở trong đó mà nói, không bao lâu sẽ lực lượng hao hết mà chìm tới đáy. Dĩ nhiên, sau khi chìm tới đáy vẫn có thể khôi phục nguyên lực, ra sức bơi đi. Bất quá, trong biển còn có rất nhiều yêu thú đáng sợ, chút yêu thú này sớm đã thích ứng trọng lực đáng sợ, hơn nữa, còn là trong hoàn cảnh nước, bởi vậy, nếu như gặp phải yêu thú chỉ cần là cùng giai liền cực kỳ nguy hiểm, nếu như cảnh giới cao hơn mình, vậy trên cơ bản xong đời. Tác chiến ở đáy biển, chiến lực của nhân tộc sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắn vốn không phải vì bảo tàng dưới đáy biển mà đến, tự nhiên sẽ không để ý, nhìn một lúc liền trở về buồng nhỏ trên tàu, tiếp tục mở lò luyện đan, lãng phí thời gian là đáng xấu hổ a. À. Đội thuyền đi tới, nhưng trừ rất ít mấy người, những người khác đều không có hứng thú xuống biển, mục tiêu của bọn họ đều là lăng hàn. 7 ngày sau, lăng hàn cuối cùng luyện chế ra khí thiên đan đan dược này chủ yếu là cho sơn hà cảnh tiểu cực vị dùng trung cực vị không phải không có thể dùng nhưng hiệu quả kém rất nhiều vì vậy lăng hàn luyện được đan dược đều đưa cho thủy nhạn ngọc để vư vật này vô cùng khiếp sợ lăng hàn lại còn biết luyện đan hơn nữa thật luyện chế được thần đan trước đó nàng quả thực thấy lăng hàn luyện đan nhưng bởi vì luôn thất bại nàng chỉ cho là lăng hàn vừa mới bước lên đan đạo không nghĩ tới hắn luyện chế lại là khí thiên đan này ở Hoàng Đô, có thể bán được 100 chân nguyên thạch một viên. Lô thứ nhất Lăng Hàn chỉ luyện ra 3 viên, nhưng lô thứ hai lại đạt tới 5 viên, lô thứ ba 7 viên, lô thứ 10 thì hoàn mỹ 10 viên. Hắn thấy này rất bình thường, thân là đan đạo đế vương, trước đây chỉ là thiếu tài liệu, tu vi không đủ mà thôi, lúc này mới không thể luyện ra thần đan, hiện tại các điều kiện đều thỏa mãn, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc thì sợ hãi, nam tử này là yêu quái sao? Không chỉ võ đạo tinh tiến như bay, hơn nữa ở đan đạo cũng có thiên phú kinh người, thực sự là dọa chết người. Nhưng nàng vô cùng cao hứng, bởi vì khí thiên đan chính là linh dược hiện tại nàng cần, có thể để tu vi của nàng bay nhanh. Lăng Hàn dùng xong tất cả tài liệu, bắt đầu nghiên cứu đan phương thứ hai. Thiên Cơ đan, này là thần đan cấp 2, tác dụng là đề thăng nguyên lực, thể lực của võ giả, còn có thể có chút hiệu quả tăng cường thể phách. Tại thần giới, rất nhiều người tu luyện thể thuật, nhưng có thể đại thành lại rất ít mà thể phách là một vấn đề nan giải, quá ít người có thể tăng tới thần cảnh, bởi vì này cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy thiên cơ đan rất quý, một viên có thể bán 300 chân nguyên thạch, hơn nữa bình thường còn có cầu không có cung. Hiện tại, này là đan dược hữu dụng nhất với Lăng Hàn. Hắn động lực 10 phần, sau khi hiểu rõ đan phương, liền bắt đầu đốt tiền. Trường 1042, sát cơ trong sương mù. Mỗi một tên đan sư đều là cầm tiền tích tụ ra, khác biệt ở chỗ đốt nhiều hay ít. Chỉ 4 ngày, Lăng Hàn liền luyện hỏng 20 vạn chân nguyên thạch tiền vật liệu, đầy đủ để thế lực như La Gia đau lòng không ngớt. Mà cái này chỉ là thần đan cấp 2, nếu như cấp 3, cấp 4, cấp 5, mỗi phế một lò, vậy sẽ làm người ta khóc. Lăng Hàn tổng cộng bỏ ra trăm vạn chân nguyên thạch ở dược liệu, mà chỉ có 10 vạn là vật liệu luyện chế khí thiên đan, cái khác tất cả đều là thiên cơ đan, còn thần đan cấp 3 cùng thần đan cấp 4, hắn tạm thời còn không cân nhắc. Tất cả nhân viên, toàn bộ lên bong tàu tập hợp một thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ thân thuyền là âm thanh của dương thiết thành xảy ra chuyện gì thủy nhạn ngọc hỏi không biết đi lên trước xem một chút lang hàn lắc đầu hai người ra khoang thuyền vừa vặn khương an vân cũng từ sát phách đi ra vẻ mặt hiểm độc dùng ánh mắt hung tợn không ngừng quét lăng hàn thật giống như một đôi gian phu dâm phụ bị hắn bắt gian ở trên giường vậy ở hắn nghĩ đến cô nam quả nữ ở trong một gian phòng có thể làm chuyện gì tốt khẳng định là y y a, a bọn họ đi tới đầu thuyền chỉ thấy đã có mấy người tới trước. Chúng ta sắp tiến vào khu vực độc vụ, Dương Thiết Thành nói, một bên chỉ về đằng trước, ở trong độc vụ, thần thức, thị lực của chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trước nửa thước. Hắn dừng một chút lại nói, vì lẽ đó triệu tập mọi người đến, chính là không muốn phát sinh chuyện không vui. Sự tình rất hiển nhiên, một khi tiến vào trong khu vực độc vụ, vậy thần thức của hắn liền không thể bao phủ toàn bộ thuyền, xảy ra chuyện gì cũng sẽ ra ngoài khống chế của hắn. Mà trên chiếc thuyền này dương cung bạt kiếm hắn cũng không phải không biết, vạn nhất có người chết, hắn khẳng định sẽ gánh trách nhiệm. Vì lẽ đó, mọi người đều ngoan ngoãn đi ra, ở dưới mí mắt của hắn, vậy thì không sợ có vấn đề gì. Lăng hàn nhìn lại xa xa, chỉ thấy chỗ trước mặt ba dặm, có một vụ khu màu đen, phạm vi rất lớn, căn bản không thể đi vòng qua. Phải biết ở trong vùng biển này, tốc độ của thuyền rất chậm, muốn vòng qua mà nói, phòng chừng ít nhất phải hơn nửa ngày. Đây là đặc sắc của tinh thần hải thỉnh thoảng sản sinh độc vụ chỉ là vì sao lại như vậy thì đến nay không người nào biết thủy nhạn ngọc ở bên cạnh hắn thấp giọng nói hiện tại ta rất có hứng thú muốn xuống biển tìm tòi lăng hàn cười nói sau đó lắc đầu làm sao nhóm hải tặc kia ngoan như thế đã mấy ngày rồi còn không có động tính thủy nhạn ngọc cũng nhíu mày có vẻ rất không vui người khác đều sợ gặp hải tặc nhưng hai người bọn họ lại ước gì gặp phải hải tặc phiền phức mọi người ở trong lúc thông qua độc vụ đều đàng hoàng mà đứng, không nên cử động, bằng không. Dương Thiết Thành siết nắm đấm, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Không có một người mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt mỗi người đều dao động bất định, hiển nhiên mỗi người đều có dự định. Cẩn thận, Thủy Nhạn Ngọc có chút sốt sắng, ở đây không thiếu cao thủ sơn hà cảnh đại cực vị, càng có cường giả đại viên mãn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, không có chuyện gì, chờ sau đó chúng ta tiến vào hắc tháp tâm sự nhân sinh, tùy tiện bọn họ ở bên ngoài nháo ra sao cũng được trong lòng thủy nhạn ngọc dập dần ra hỏa này tán gẫu nhân sinh sẽ đồng thời thăm dò ở trên người nàng cực độ lưu manh thuyền cách đoàn sương mù màu đen kia đã càng ngày càng gần bầu không khí trên thuyền đột nhiên trở nên sốt sáng lên chút nữa vừa vào sương mù các ngươi liền làm thịt tiểu tử kia khương an vân nhìn thủ hạ phân phó nói nhưng mà thiếu bang chủ dương thiết thành ngay ở bên cạnh một tên thủ hạ yếu yếu nói hừ vậy thì thế nào trong sương mù ngăn cách thần thức và thị lực chỉ cần các ngươi ra tay nhanh, ai biết là các ngươi hạ thủ. Khương An Vân nói, sau đó lại bỏ thêm một câu. Tuyệt đối không thể gây tổn thương đến người phụ nữ kia, bằng không, ta ném các ngươi vào biển chôn cùng. Vâng, thiếu bang chủ, hắc ngũ bang tổng cộng có 8 người lên thuyền, 7 người còn lại đều chỉ có đảng hoàng lĩnh mệnh. Khương cắt cả ngày tu luyện, còn hy vọng Khương An Vân nối dõi tông đường, bởi vậy coi như Khương cắt biết chuyện này, phỏng chừng còn có khả năng đi giúp đỡ. Một bên khác, tả tiêu cùng phạm dũng cũng xì xào bàn tán thương lượng chút nữa nên làm sao ra tay mà hai người la ra đồng dạng không an phận bốn mắt nhìn chằm chằm lăng hàn đằng đằng sát khí khuôn mặt của đám người liếu oánh cũng lạnh lẽo sát cơ tứ phía nam tử trung niên thì ánh mắt lấp lóe tự do bất định thanh niên ôm kiếm thiếu niên vải thô cô gái mặc áo trắng thì đứng ở bên người dương thiết thành tựa hồ cũng ý thức được sẽ có một hồi cuộn sóng mãnh liệt bọn họ không muốn bị cuốn vào trong đó ngay ở trong bầu không khí như vậy, thuyền chậm rãi lái vào sương mù. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy mình lập tức biến thành người mù, mở to hai mắt ngay cả cảnh vật trước mặt cũng không nhìn thấy, chỉ có đưa tay phóng tới trước mắt mới có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Thần thức thì càng thảm, thả ra bên ngoài như bị món đồ gì nuốt chừng, hoàn toàn vô dụng. Cũng còn tốt, thính lực vẫn còn, bằng không đồng thời mất đi thị giác, thính giác, thần thức, phỏng chừng không ít người sẽ phát điên. Trên thuyền, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là trong nháy mắt, oanh 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 oanh, lập tức có âm thanh chiến đấu chuyển đến, gợn sóng lực lượng mãnh liệt, nhưng không thể cuốn lấy sương mù nơi này chút nào. Cũng còn tốt, thuyền là đặc chế, có thể đối kháng trọng lực đáng sợ, tự nhiên cũng cực kỳ kiên cố, chỉ ít sơn hà cảnh là rất khó đánh hỏng. Dừng tay, dừng tay, Dương Thiết Thành không ngừng gào thét, hắn giết vào chiến đoàn, mặc kệ gặp phải ai, hắn nắm lấy một cái liền ném ra, oanh oanh oanh, không ngừng đụng vào trên cây cột, khoang thuyền, các thuyền viên khác cũng gia nhập chiến đấu, nỗ lực ngăn cản hỗn chiến, nhưng đây chỉ để chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn. Trong sương mù, ai cũng thấy không rõ lắm, đều chỉ có thể dựa vào cảm giác mà hành động. Gần như một nén hương thời gian sau, một tia ánh mặt trời đột nhiên chiếu xa qua, sương mù bắt đầu biến mất. Chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, khi bầu trời xuất hiện lần nữa, chỉ thấy tất cả mọi người đều đàng hoàng đứng ở vị trí ban đầu, tựa hồ vừa nãy mọi người đều là người văn minh, ai cũng không có ra tay chương 1043, ai là hung thủ? Nhưng cẩn thận xem, liền phát hiện có người trên mặt bị đánh một quyền, viền mắt đen thui, có thì tóc tai rối bời, có thì quần áo đều bị gỡ bỏ, mỗi một người đều cực kỳ chật vật. Thiếu, thiếu bang chủ, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương An Vân nằm trên đất, ngực có một lỗ máu, vừa vặn đâm trúng trái tim của hắn, khí tức đã đoạn tuyệt. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, tựa hồ căn bản không nghĩ tới mình sẽ bị công kích, thậm chí một đòn chí mạng. Ngươi, nhất định là ngươi, lão giả của Hắc Ngũ bang kia chỉ vào Lăng Hàn, đầy mặt đều là sát khí. Ta, Lăng Hàn cười nhạt, vừa tiến vào khu vực sương mù, hắn liền cùng Thủy Nhạn Ngọc đồng thời tiến vào hắc tháp, bên ngoài quyết đấu sinh tử cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là chuyện này tất nhiên không thể nói, hắn chỉ lắc đầu một cái nói. Ta còn khinh thường ám sát hắn, lời này nói ra, trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, người nơi này đều hẳn là hướng về phía hắn đến. Tại sao ngược lại là Khương An Vân bị một kiếm ám sát? Nhìn vết thương kia, vừa nhỏ vừa sâu, hiển nhiên người đánh lén ra tay tàn nhẫn, một đòn chí mạng. Tuyệt đối là ám sát có sự mưu, mà không phải Lâm thời nảy lòng tham. Trừ ngươi ra, còn có ai? Ông lão run run nói, đây là con trai độc nhất của Khương Cát, mặc dù là người không thể tả, nhưng gánh vác trọng trách nối dõi tông đường cho Khương gia, hiện tại còn chưa sinh con, nhưng người đã chết, Khương Cát tất nhiên sẽ phát điên. Người ta vội vàng bế quan tu luyện, làm sao có thời giờ đi khà 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 lại sinh một đứa con trai không sai hắn có cửu oán với ngươi từ ngày thứ nhất lên thuyền thì mọi người đều biết không phải ngươi ai sẽ xuất thủ la ngộ chen lời nói trên mặt còn có một dấu tay cũng không biết là ai đánh nhất thời ánh mắt của dương thiết thành quét tới đằng đằng sát khí kỳ thực lăng hàn cũng không sợ người này đánh hiện tại xác thực đánh không lại nhưng thể phách của hắn kinh người hoàn toàn có thể đào mạc lùi một bước mà nói, hắn còn có hắc tháp không phải sao. Nhưng nếu không tất yếu, hắn cần gì phải quyết đấu sinh tử với một người hoàn toàn không liên quan, chung ám chiêu của người khác chứ. Hiện tại hắn đã biết rõ, tuy người hạ thủ giết Khương An Vân, nhưng mục tiêu có thể vẫn là hắn, oan uổng hắn, mượn tay của Dương Thiết Thành, hắc ngũ bang đối phó hắn. Lăng Hàn Thong rong nói, ta nói lại lần nữa, không phải là ta hạ thủ. Nếu như ta thật muốn giết hắn, tuyệt không phải chỉ là một kiếm đâm chết, mà là đánh bạo đầu của hắn. Ha, người thừa nhận người có động cơ, tả tiêu đột nhiên nhảy lên, người ngớ ngẩn sao, lang hàn khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Dương Huynh, người này và Khương An Vân có thủ cũ, mà vừa nãy cũng thừa nhận, có ý nghĩ giết đối phương. La Ngọc nhìn Dương Thiết Thành nói, lang hàn, người nói không phải người xuống tay, có chứng cứ sao? Phạm Dũng quái gở nói, không sai, nếu không phải ngươi hạ thủ, lấy chứng cứ ra. La Ngộ cũng kêu lên, ở trên chuyện đối phó lăng hàn bọn họ đều có cùng chung lập trường lăng hàn cười gần nói thực sự là một đám ngớ ngẩn nếu các ngươi chỉ trích ta giết người vậy hẳn là các ngươi lấy ra chứng cứ mà không phải là ta vậy ta nói khi còn bé ngươi ăn phân ngươi không đồng ý vậy lấy chứng cứ ra ngày hôm qua ngươi nhìn lén hắn tắm xin lấy ra chứng cứ chứng minh trong sạch của ngươi đi hắn chỉ qua từng cái xếp cho mỗi người một tội danh lung ta lung tung mọi người đều biết là ăn nói linh tinh nhưng ý tứ của lăng hàn cũng biểu đạt thanh thanh sở sở chính là ai nói thì lấy chứng cứ ra bằng không ngươi chỉ nói miệng liền ép chết người khác sao bọn họ nói lăng hàn là hung thủ giết người vậy thì lấy chứng cứ ra bằng không câm miệng trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt của tất cả mọi người đều lạnh lùng vừa nãy cục diện hỗn loạn lại ngăn cách thị lực thần thức trên thực tế cũng không ai biết là ai ra tay nhưng đã có người nhảy ra chỉ trích lăng hàn vậy bọn họ tự nhiên mừng rỡ đổ thêm dầu vào lửa dù sao giết chết lăng hàn mới là mục đích hàng đầu của bọn họ dương thiết thành nhíu mày người trên thuyền quan hệ phức tạp hắn cũng không thể kết luận là ai hạ thủ nhân tiện nói ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng việc này kính xin các vị phối hợp tùy tiện tất cả mọi người nói tất cả mọi người ở lại trên bong thuyền phối hợp dương thiết thành điều tra kỳ thực cái này rất khó điều tra rõ ràng dù sao mọi người đều có không gian linh khí giấu hung khí vào ai có thể tìm được lùi một bước mà nói trực tiếp ném vào nội hải, lẽ nào ngươi còn có thể lái thuyền về trong sương mù tìm sao? Điều tra tự nhiên tiến vào ngõ cụt, nhưng tên thì đều lộ ra. Thanh niên ôm kiếm gọi Kim Chí Huy, lão giả áo xám gọi Chu Cao Dương, thiếu niên vải thô gọi Phục Thiên, bạch y mỹ nữ gọi Ân Nguyên Hương, bảy người còn lại của Hắc Ngũ Bang thì thôi, tất cả đều là cặn bã, quản bọn họ tên gì chứ? Dương Thiết Thành đau đầu, ở trên thuyền chết người, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm, then chốt là thủ là ai lại hoàn toàn không có dấu vết lần theo, thật giống như người hạ thủ chính là sát thủ, một kiếm kia thực quá gọn gàng. Sát thủ, những người khác cũng cân nhắc vấn đề này, dù sao có thể hãm hại lăng hàn tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu trên thuyền có một tên sát thủ, vậy mỗi người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nói không chắc người kế tiếp ngã xuống chính là mình, dùng để hãm hại lăng hàn thì sao? Đương nhiên, cũng có thể là lăng hàn hạ thủ, chính bởi vì chân tướng bị sương mù bao phủ, để mỗi người đều có cảm giác nguy hiểm, cảm thấy không có một người có thể tiến nhiệm, thật giống như người ở bên cạnh đều có thể hóa thân thành sát thủ. Không bằng, lại tiến vào độc vụ lần nữa. Lang Hàn đột nhiên đề nghị, tất cả mọi người ngơ ngác, người điên rồi sao, trong sương mù thị lực thần thức đều bị ảnh hưởng to lớn, sức chiến đấu xuống thấp, ai cũng sẽ không muốn ở trong hoàn cảnh như vậy. Nếu hung thủ còn muốn ra tay, nói không chắc liền có thể tìm được. Lang Hàn lại nói, ngược lại mục tiêu của hắn là hải tặc, không thèm nhìn hành trình biến hóa a. Ta cảm thấy, đề nghị này không tệ. La Ngọc nói, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Trước lại không có tìm được Lăng Hàn, đây để hắn có chút bất ngờ, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không. Được, Lưu Oánh tứ nữ cũng biểu thị đồng ý. Chương 1044, ba lần vào mê vụ. Phạm Dũng, Tả Tiêu nhìn lẫn nhau, cũng chậm rãi gật đầu. Kim Chí Huy, Chu Cao Dương, Phục Thiên, Ân Nguyên Hương thì không có ý kiến, vừa không đồng ý nhưng cũng không phản đối, một bộ các ngươi loạn các ngươi, ta chỉ cần quản tốt mình là đủ. Thấy hết thầy khách nhân đều không phản đối quay lại độc vụ, Dương Thiết Thành hừ một tiếng nói. Được, vậy thì trở lại độc vụ, hắn cũng nín một hơi, có người lại dám ở dưới mí mắt của hắn hành hung, hắn nhất định phải tìm ra người này. Thuyền chậm rãi quay đầu lại, chạy tới trong sương mù. Mỗi người đều không nói nữa, thật giống như thủ thế chờ đợi, rất nhanh, sương mù bao phủ lại, ánh mặt trời biến mất, cuối cùng biến thành một vùng tăm tối. Chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe thanh âm oành 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 vang lên, chiến đấu đã bạo phát. Ừm, a, ô, không ngừng có tiếng kêu rên truyền đến, có người bị đẩy lùi đụng vào khoang thuyền, có người bị đánh mấy quyền mấy trường, phát ra thanh âm đau đớn, còn có người trúng kiếm, máu tươi tung bay, dán lên mặt người nóng hầm hập. Ở những cao thủ này mà nói, dù cho không thể nhìn thấy thì đã làm sao, đã sớm nắm giữ hoàn cảnh trên bong tàu thanh thanh sở sở, thật giống như một người đuôi ở trong một gian phòng mấy năm, cực kỳ quen thuộc, bọn họ đều cho rằng khóa chặt lăng hàn ra tay đánh nhau Người thật là hư hỏng ở trong hắc tháp thủy nhạn ngọc lắc đầu than thở la ngọc la ngộ đều là lực lượng trung kiên của la gia tả tiêu phạm dũng liêu ánh tứ nữ cũng là người sống mấy vạn năm nhưng tất cả mọi người đều bị lăng hàn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay hắn bảo là muốn để hung thủ hiện hình có thể nắm chân ngựa nhưng trên thực tế chỉ là muốn để những người này nội đấu hắn thì xem cuộc vui vậy ngươi có thích hay không Lăng Hàn cười nói, đáng tiếc là, mê vụ cắt đứt thần thức, hắn ở trong hắc tháp cũng nhìn không thấy cái gì, để hắn cảm thấy tiếc nuối. Không thích, Thủy Nhạn Ngọc vội vàng nói, rất sợ Lăng Hàn động thủ động cước với nàng, điều này làm cho nàng vừa thích lại vừa ghét. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, không phải nói, nam nhân không xấu nữ nhân không thương sao. Ai nói, Thủy Nhạn Ngọc chỉ trích nói, nàng mới sẽ không thích một nam nhân hư, bằng không như thế nào sẽ xích mích với Triệu Luân không sai biệt lắm có thể đi ra ngoài. Lăng Hàn nói, hắn đã cảm giác có ánh dương quang chiếu xạ xuống. Hưu, hai người cùng đi ra hắc tháp, có mê vụ cắt đứt, ai cũng không có khả năng phát hiện bọn họ từng tiêu thất một đoạn thời gian, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Ánh dương quang chiếu khắp, ánh sáng quay về. Tất cả mọi người có một loại âm trầm như từ địa ngục trở lại trần gian, cảm giác mất đi thị lực và thần thức thực sự là quá tệ. T, nhưng mọi người lập tức khiếp sợ, bởi vì trên bong thuyền lại thêm bảy cổ thi thể, bầy rất chỉnh tề, vừa lúc là bang chúng còn dư lại của hắc ngũ bang. Mỗi người chết giống nhau như đúc, đều là ngực chúng một kiếm. Một kích chí mạng, ai hạ thủ, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, là hắn đề nghị tiến vào mê vụ, dĩ nhiên có hiểm nghi lớn nhất. Lăng Hàn, lần này ngươi còn có cái gì để nói? La Ngọc Quát, đối với loại ngu ngốc như ngươi dĩ nhiên là không có gì đáng nói. Lăng Hàn cười nói, chủ ý này của ta không tệ đi, hung thủ lại xuất hiện chỉ là các vị không có đồng tâm hiệp lực bằng không có vài cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn tọa trấn hung thủ có thể sát nhân xong lại toàn thân trở ra sao nói xạo rõ ràng là ngươi hạ thủ la ngộ chỉ vào lăng hàn lăng hàn lắc đầu nói mọi người nói thẳng ra đi vừa rồi các ngươi đều công kích ta ta làm sao có thời giờ đi ám sát người hơn nữa còn là giết bảy người không nên ngậm máu phun người phạm dũng thản nhiên nói đúng đừng vội nói bậy la ngọc cũng lập tức phủ nhận giết đệ tử của Sích Thiên Học Viện, này truyền đi không phải là chuyện tốt gì. Dương Thiết Thành nhíu mày, hắn tự nhiên rõ ràng, chàng diện loạn như vậy, đúng là tất cả mọi người công kích Lăng Hàn, muốn nói ở trong hoàn cảnh như vậy, Lăng Hàn còn có thể ra tay giết người, hơn nữa giết bảy cái, hắn là không thể nào tin tưởng. Nhưng trái lại, Lăng Hàn quả thực có hiểm nghi lớn nhất, hắn đề nghị trở lại mê vụ, mà hắn lại có cửu oán với hắc ngũ bang, tất cả căn cứ đều chỉ hướng Lăng Hàn. Không bằng chúng ta lại về mê vụ một lần nữa, bất quá, lần này cần trói chặt người này. La Ngọc chỉ vào Lăng Hàn nói, ý kiến hay, Phạm Dũng lập tức vỗ tay tán thành. Hắc hắc, Lăng Hàn, người không phải luôn miệng nói mình thuần khiết sao, tự trói đi, nếu ra mê vụ vẫn có người tử vong, vậy chứng minh ngươi không phải là hung thủ. La Ngộ nói, Lăng Hàn suy một tiếng nói, các ngươi ngu mốc sao, nếu như hung thủ bất động, chẳng phải ta bị vụ oan giá họa sao. Hơn nữa, các ngươi từng cái nhìn ta bất thiện như vậy, Ta tự trói để thành mục tiêu sống cho các ngươi sao? Dương huynh, ngươi là chủ nhân, ngươi nói làm sao bây giờ? La Ngọc ném vấn đề cho Dương Thiết Thành, Dương Thiết Thành suy tính một hồi lâu, lúc này mới nói: "Lăng Hàn, ngươi qua đây, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Nói lời này ý tứ là đồng ý đề nghị của đám người La Ngọc, muốn dồn Lăng Hàn ra sau, trở về mê vụ. Lăng Hàn hơi suy tính một chút lại nói: "Hảo, ta tin tưởng Dương đại nhân." Hắn gật đầu với Thủy Nhạn Ngọc hai người đi đến bên cạnh Dương Thiết Thành. Dương Thiết Thành lấy ra hai dây xích nói, này là thần thiết cấp 4 chế tạo, phía trên còn có ba đạo thần văn, bị khóa lại, ngay cả sơn hà cảnh đại viên mãn cũng không thể cởi ra. Tất cả mọi người gật đầu, này là chuyên môn dùng để ràng buộc cường giả, đây chỉ là thần thiết cấp 4 chế tạo, còn có cấp 6, cấp 7, cấp 8, ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng có thể vây khốn. Ba đạo thần văn sẽ chế ước lực lượng của võ giả, một khi bị trói lại, sẽ không khác phế nhân. Hắc hắc, lần này hắn chết chắc rồi." Bọn người La Ngọc Thầm nói, bọn họ cũng không thèm để ý Lăng Hàn có phải là người hành hung hay không, chỉ là muốn mượn cơ hội này giết chết Lăng Hàn mà thôi. Trước mặt của mọi người, Dương Thiết Thành khóa Lăng Hàn lại, đồng thời nói: "Yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ bảo chứng ngươi an toàn." Đối với điểm ấy, Lăng Hàn không tin chút nào. Thực lực của Dương Thiết Thành quả thực rất mạnh, nhưng người nơi này cũng không yếu a, à, La Ngọc liêu ánh tứ nữ đều là sơn hà cảnh đại viên mãn, năm người đồng thời động thủ, chẳng lẽ còn đỡ không được Dương Thiết Thành. Trường 1045, hải tặc đánh tới. Chỉ cần bọn họ có thể chế trụ Dương Thiết Thành, dù cho chỉ một hai chiêu, những người còn lại tự nhiên có thể đánh chết Lăng Hàn, không cần tốn nhiều sức. Lăng Hàn chịu đáp ứng, là bởi vì hắn có hắc tháp. Chúng tiểu nhân, đều tới đây cho ta, xếp thành vòng tròn, bảo hộ hai người này, coi như các người chết, cũng không thể lui một bước dương thiết thành đột nhiên quát vâng hơn hai mươi thuyền viên cùng kêu lên đáp ở trước người lăng hàn và thủy nhạn ngọc vây quanh hai vòng hư chỉ là một ít phế vật sơn hà cảnh tiểu cực vị có thể có tác dụng gì bọn người la ngọc thầm nói thần cảnh từng cảnh giới tranh lệch quá xa một tiểu cảnh giới nhỏ cũng có thể hình thành ưu thế nghiền ép huống chi kém đến hai ba tiểu cảnh giới ngay cả thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết cũng chỉ có nuốt hận đội thuyền quay đầu lái về phía hắc phụ chúng nhân an tĩnh lại Đầu thuyền chậm rãi lái vào trong sương mù, khi một luồng ánh sáng cuối cùng tiêu thất, bỗng nhiên, đại chiến bạo phát. Leng canh đinh, thình thịch thình thịch thình thịch, mỗi người đều không cố kỵ gì xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, lực lượng tịch quyển. Dương Thiết Thành liên tục hét lớn, hắn hóa thành một bức tường, muốn đỡ tất cả người trùng kích tới. Hắn là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn, đã không có không gian tăng lên, trừ khi nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Mấy nghìn năm mài rũa, chiến lực của hắn cương mãnh bá đạo không gì sánh được, trong thiết quyền oanh kích, uy lực không kém thần thiết cùng giai trùng kích chút nào hơn nữa hắn là thiên tài nhị tinh chiến lực cực kỳ cường đại nhưng vấn đề là người xuất thủ nhiều lắm hơn nữa mỗi người đều không có ý tứ tử chiến với hắn chỉ muốn xông qua hắn mà thôi kể từ đó độ khó của hắn tự nhiên tăng nhiều muốn ngăn tất cả mọi người đó là sự tình không có khả năng a à, có thuyền viên kêu thảm ngã trên mặt đất hừ hừ không ngớt các ngươi dám dương thiết thành giận dữ thân thể tản ra quang trạch hắc sắc hắn cuối cùng động thật ra đại chiêu hỗn chiến đánh cho kích liệt thuyền lại lái ra khỏi mê vụ nhất thời đại chiến trong nháy mắt ngừng lại cả người dương thiết thành có quang mang màu đen đằng vũ để hắn phảng phất như một cửu u ma thần tản mát ra khí tức kinh khủng ánh mắt của hắn đảo qua chỉ thấy đám thủy thủy đoàn ngã trái ngã phải đều đang rên rỉ kêu đau hoàn hảo chỉ bị chút thương thích trong lòng hắn hơi buông lỏng nhưng trên mặt lập tức lộ ra sát khí có hai người nằm ngửa mặt lên trời ngực có tiên huyết tuôn ra, dưới người tạo thành một vũng máu lớn. Sát thủ thần bí lại xuất hiện, hiển nhiên, mục tiêu của sát thủ cũng là lăng hàn, sau khi giải quyết hai mục tiêu cản đường, liền nhắm thẳng đi vào. Tất cả mọi người há hốc mồm, chỉ thấy lăng hàn đang ngồi ở tại chỗ, bên cạnh hắn là Thủy Nhạn Ngọc, hai người đều cực kỳ thong dong trên người không có chút vết tích chiến đấu qua. Này thật bất khả tư nghị, phải biết mỗi người bọn họ đều ở trong hỗn chiến để lại một ít vết tích, vì sao lăng hàn làm mục tiêu lại một chút vết tích chiến đấu cũng không có lại nhìn kỹ trên tay trên chân lăng hàn còn tròng xiềng xích này để cho bọn họ không lời nào để nói cái kia có thể mở xiềng xích ra không lăng hàn cười nói đồ chơi này chỉ có thể khóa lực lượng của hắn nhưng đối với thần thức lại không có chút ảnh hưởng hắn tự nhiên có thể thong dong tiến nhập hắc tháp nhìn trò hay sắc mặt của dương thiết thành tái xanh trước mở khóa cho lăng hàn tiếp đó nhìn hai thuyền viên bị giết thật lâu không nói gì Bất kể là ai hạ thủ, ta nhất định sẽ bắt được hắn, chém thành mảnh nhỏ. Hắn gần từng chữ nói, ánh mắt đảo qua mỗi người, tràn đầy sát ý rét lạnh. Hiện tại trừ lăng hàn, tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Báo, thuyền viên phụ trách quan sát ở trên cột buồm lớn tiếng nói. Phát hiện địch nhân, phát hiện địch nhân, có hải tặc giết tới. Hải tặc, lăng hàn hơi kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn ngóng trong hải tặc xuất hiện, không nghĩ tới ở lúc mấu chốt này lại thật có hải tặc tới chuẩn bị ứng chiến, Dương Thiết Thành lạnh lùng nói, hắn biết rõ người sát hại tiểu đệ của mình đang ở trên thuyền. Nhưng bởi vì không biết là ai, chỉ có thể thúc thủ vô sách, điều này làm cho hắn thập phần căm tức. Hiện tại hải tặc đánh tới, vừa khéo để hắn có nơi chút giận. Phía trước xuất hiện 12 chiến thuyền nhỏ, thật rất nhỏ, trên mỗi một chiến thuyền chỉ có 5 người, đã ngồi đầy. Không có không gian dư thừa, người trên thuyền đều khua mái trèo, tốc độ rất nhanh, như mũi tên bay tới, rõ ràng trước còn cách hơn 5 dặm, nhưng nháy mắt khoảng cách này liền rút ngắn đến hai dặm gần như vậy những người trên thuyền đó đều có thể thấy rõ mỗi người sắc mặt dữ tợn tràn đầy biểu tình tàn nhẫn pháo kích dương thiết thành hạ lệnh vâng thình thịch thình thịch thình thịch đội thuyền nã pháo nhưng đám hải tặc hiển nhiên gặp nhiều trường hợp như vậy không loạn chút nào cỡi thuyền nhỏ linh hoạt tránh né muốn trực tiếp né tránh pháo kích vậy cơ hồ là chuyện không thể nào dù sao pháo đánh ra là ánh sáng dùng trận pháp phức tạp lấy ra lực lượng trong chân nguyên thạch oanh kích Thế nhưng, trước nã pháo cần nhắm vào mục tiêu, mà những thuyền nhỏ kia hoàn toàn không đi thẳng tắp, như linh xà dẫy ruộng, làm cho pháo kích không cách nào tập trung. Chuẩn bị tiếp chiến, Dương Thiết Thành cũng không hốt hoảng chút nào, tiếp tục hạ lệnh. Ha 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 ha, từng tên hải tặc đảo thuyền đến, phát ra tiếng cười quái dị, đây là một loại tâm lý chiến. Đe dọa đối thủ, để cho sĩ khí của địch nhân đại ngã. Lần này buôn bán không tệ, cư nhiên có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mỹ nữ Sơn Hà Cảnh, mỗi người đều có thể bán giá cao. Hắc hắc, quy củ cũ, nam toàn bộ giết, nữ mang đi. Vâng, rất nhanh, 60 tên hải tặc toàn bộ lên thuyền, chiến đấu chân chính bạo phát. Trước ở trong sương mù bạo phát vài chàng ám đấu, chết không ít người, nhưng này chỉ có một mục tiêu là lăng hàn. Tám người hắc ngũ bang, còn có hai thuyền viên kỳ thực chỉ là gặp tai bay vạ gió. Nhưng bây giờ bất đồng, hải tặc sẽ không giảng nhân nghĩa với ngươi, ngươi không đáng hắn, hắn sẽ không tới giết ngươi. Ở trong mắt hải tặc, nữ nhân là tài vật, mà nam nhân là địch nhân, phải tiêu diệt. Giết, người người đều có giác ngộ, lúc này tuyệt không thể nội đấu, bằng không đều sẽ thành vật hy sinh của hải tặc. Mỹ nữ nhất thời bán hội không chết được, nhưng tin tưởng kết cục càng thê thảm hơn tử vong. Thê tử, chúng ta đến so tài một chút, xem ai giết hải tặc nhiều hơn. Lăng Hàn cười to, trường kiếm tuôn ra, trường 1046, 10 chiêu giết ngươi. So thì so, thủy nhạn ngọc là tính cách không chịu thua không cam lòng tỏ ra yếu kém nói ta thắng buổi tối liền ôm ngươi ngủ ngươi thắng ta để ngươi ôm ngủ lang hàn thấp giọng cười nói đồ lưu manh thủy nhạn ngọc mắng một bên tay nâng kiếm rơi chém liên tục vợ chồng son thật ân ái bất quá tiểu tử này chết chắc rồi mỹ nữ ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có rất nhiều người trở thành nam nhân của ngươi bảo chứng cho ngươi ăn no một gã hải tặc quơ đao giết lại lang hàn hừ một tiếng đánh ra thất sát chấn hồn thuật, trực tiếp để hải tạc tiến nhập trạng thái si ngốc, thủy nhạn ngọc bổ thêm một kiếm, đâm thấu tim người nọ. Trong nháy mắt, thi thể người này đã bị lăng hàn thu vào không gian linh khí. Không mang theo thi thể quay về học viện mà nói, sao chứng minh người hoàn thành nhiệm vụ. Loại vật như không gian linh khí này, ở thần giới thực quá phổ biến, mỗi người có hơn 10 cái cũng không ngạc nhiên. Cầu nam nữ, lại một tên hải tạc giết lại, thực lực người này cường đại hơn nhiều, tu vi đạt tới đại cực vị, một đao chém qua, hắc quang dương động, phát sinh thanh âm chói tai, để lỗ tai người muốn chấn ra máu. Lăng Hàn đánh ra thất sát chấn hồn thuật, nhưng chỉ làm cho đối phương hơi dừng lại một chút, Thủy Nhạn Ngọc không thể kiến công, mà bị đối phương hoành đao cản lại. Nếu như Lăng Hàn vận dụng hắc tháp mà nói, vậy dĩ nhiên có thể thu hải tặc vào, nhưng một người sống hư không tiêu thất, vậy sẽ dẫn phát oanh động. Lăng Hàn tinh tường biết, mặc dù mọi người đều kịch chiến, nhưng còn có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Hắn hừ một tiếng, kiếm trưởng tề vũ đồng thời triển khai huyền diệu tam thiên cùng phúc địa ấn trấn về phía đối phương chỉ là trung cực vị sơ kỳ cũng xứng đấu với lão tử tên hải tặc cười to đại đao huy vũ chém về phía lăng hàn lăng hàn tâm niệm vừa động phát động trọng lực thần văn tên hải tặc kinh dị kêu một tiếng chỉ cảm thấy đại đao trong tay đột nhiên nặng nề thiếu chút nữa tuột tay hắn vội vã nắm chặt nhưng không thể tránh khỏi một đao này đã mất chính xác hắn không khỏi hoảng sợ đây là bí pháp gì cư nhiên lợi hại như vậy. Phải biết rằng hắn chính là đại cực vị trung kỳ, cao hơn lăng hàn một tiểu cảnh giới, ở lực lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, làm sao còn có thể bị ảnh hưởng. Lăng hàn đã tới, kiếm trường tê động, muốn chết, tên hải tặc cười lạnh, võ giả chiến đấu, tối kỵ gần người ra chiêu, nhất là đánh với cường giả, hoặc đối thủ thực lực tương đương. Chống lại cường giả không cần nói, xông lên cận chiến đó không phải chịu chết sao. Thực lực tương đương, cận chiến hung hiểm không gì sánh được, Động một cái sẽ phân ra thắng bại thậm chí sinh tử. Bất quá nói trái lại, nếu thực lực nghiền ép, cận chiến tuyệt đối là biện pháp giải quyết chiến đấu nhanh nhất. Tiểu tử này cảnh giới xa không bằng mình, vậy xông lên không phải chịu chết sao? Lẽ nào, hắn tùy tiện gặp phải một đối thủ chính là thiên tài Ngô Tinh? Coi như là thiên tài Ngô Tinh, tối đa cũng chỉ ngang mình mà thôi. Hải Tặc múa đao đoạt công, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Trong vòng 10 chiêu, đưa ngươi ra đi." Lang Hàn cười nói hải tạc thiếu chút nữa phun ra, những lời này hẳn là lời kịch của hắn A, à, chỉ là một võ giả trung cực vị tiền kỳ, lại dám khoe khoang muốn người chiêu giải quyết mình, này là dũng khí thế nào. Tiểu tử, chịu chết đi, hắn múa đại đao gấp hơn, có thần văn hiện lên ở trên thân đao, như muốn sống lại. Cũng không phải cây đao này của hắn là thần khí, mà ở dưới đại chiến, ý chí võ đạo của hắn hiện đầy thân đao, mới có thể hình thành biến hóa như vậy, tương đương với một bộ phận của thanh đao. Bởi vậy, mặc dù không có thần khí oai nhưng không phải chuyện đùa ông thân đao tản ra quang huy màu đen lực phá hoại kinh người quang mang đánh ra chém lên bong thuyền để lại một vết thích sâu đậm thân hình của lăng hàn nhảy động trọng lực thần văn không ngừng ảnh hưởng đối phương hơn nữa thất sát chấn hồn thuật trùng kích để hải tặc người thành chiến lực không phát huy ra phân nửa muốn chiến thắng đối thủ cũng không nhất định cần chiến lực của mình vượt lên trước đối phương suy yếu thực lực của đối phương đồng dạng có thể đạt đến mục đích Người tới ta đi, trong nháy mắt đã giao thủ chín chiêu. Tên hải tặc này không dám coi khinh lăng hàn nữa, nhưng muốn ở trong 10 chiêu giải quyết mình, vậy thì thật là nói giỡn. Còn có một chiêu, người muốn giết ta, đây không phải là nằm mơ sao. Lăng hàn lao về phía trước, bày ra tư thế muốn đồng quy vô tận. Hải tặc đầu tiên là cả kinh, sau đó cười lạnh. Hắn tự tin có thể giết chết lăng hàn trước, như vậy, chỉ cần lăng hàn vừa chết, hắn bị ảnh hưởng sẽ hoàn toàn tiêu thất, khôi phục toàn bộ chiến lực, lúc này công kích của Lăng Hàn đánh tới, có thể thương tổn được hắn sao? Thực sự là ngu xuẩn, cho là có thể ảnh hưởng mình, liền vô địch sao? Hắn vung đại đao lên, chém xuống đầu của Lăng Hàn. Đáng tiếc, người của Hoàng Đô đều không ở chỗ này, bằng không tất sẽ có người hảo tâm khuyên bảo, nghìn vạn lần không nên coi thường thể phách của Lăng Hàn, nếu không chính là tự tìm đường chết. Oanh, một đao chém xuống, quả nhiên đánh lên đầu Lăng Hàn, nhưng để người khiếp sợ là, ông. Thân đao chấn động, lại bắn ngược lại. Phốc, trong mắt của tên hải tặc kia trừng ra ngoài, một màn này thật ngoài dự liệu của hắn. Hắn thế mới biết vì sao Lăng Hàn có lực lượng làm như vậy, thể phách này quả thực phi nhân loại. "Không tốt," hắn thầm kêu, nhưng lúc này còn muốn biến chiêu đã không kịp rồi. Hắn vốn dự định trước giết chết Lăng Hàn, như vậy đối phương phản kích tất nhiên sẽ uy lực giảm nhiều, đối với hắn không có chút nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp đó lực lượng cả người cấp tốc trôi qua. Chiêu thứ 10 bên tai hắn vang lên thanh âm của lăng hàn, nhưng lại phảng phất như ở chân trời, ý niệm trong đầu còn không lộn lại, hắn đã mất đi tất cả ý thức. Lăng hàn rút kiếm, thần kiếm không nhiễm chút máu, sáng trong như gương. Hắn thu thi thể tên hải tạc này vào không gian linh khí, tiếp đó lướt về phía thủy nhạn ngọc, trợ giúp nàng khắc địch. Hai người sớm đã phối hợp ăn ý, một cái lấy thất sát chấn hồn thuật tê liệt địch nhân, khác một nhân cơ hội thu gặt, chỉ cần tu vi cảnh giới dưới đại cực vị, vậy thì bách phát bách chúng, chỉ cần một chiêu liền có thể làm được. Nhưng số lượng hải tặc chỉ có 60 người, bị bọn họ liên thủ giết mười mấy cái, tự nhiên có rất nhiều hải tặc theo dõi bọn họ. chương 1047, sát thủ hiện hình thường. Hưu, lại một tên hải tặc cường đại nhảy ra, phía sau thình lình có bốn hư ảnh Sơn Hà. Đại viên mãn, hoàn hảo, ngọn thứ tư vừa mới hình thành sông, nhỏ hơn rất nhiều, hẳn chỉ là đại viên mãn hậu kỳ, còn không có đạt đến đỉnh phong. Dù như vậy, thực lực vẫn nghiền ép lang hàn cùng thủy nhạn ngọc coi như là lang hàn cũng kém tới 10 tiểu cảnh giới nhỏ trừ khi hắn là thiên tài thập tinh bằng không căn bản không thể bù đắp tranh lệch như vậy nhưng thiên tài ngô tinh cũng đã là truyền thuyết ở đâu ra thiên tài thập tinh hư chết tên hải tặc này xuất thủ hắn là một người hói đầu đầu sáng trong suốt vũ khí chính là một chuỗi hạt châu nhưng nhìn kỹ mỗi một hạt châu đều là một cái đầu người chỉ là nhỏ hơn rất nhiều lần lang hàn có thể khẳng định xương sò kia đều thuộc về nhân loại, hơn nữa ít nhất là tồn tại sơn hà cảnh, bị đối phương lấy bí pháp rèn luyện, lúc này mới nhỏ như vậy. Châu Xuyến huy ra, từng cái xương sò phát quang, phốc, phun ra từng đảo hắc khí, hóa thành một thanh kiếm màu đen, chém về phía Lăng Hàn. Tốc độ thật nhanh, Lăng Hàn chỉ kịp hộ song trưởng ở trước mặt, kiếm kia cũng đã chém đến, phốc 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 phốc, nhất nhất đâm rách quần áo của hắn, huyết nhục phá nát. May mắn, thần cốt của Lăng Hàn cực kỳ kiên cố, cũng không có một kích liền gãy. Đại viên mãn dù sao cũng là đại viên mãn, thực lực thật đáng sợ. Lăng Hàn cảm khái, nhưng không biết người hói đầu kia càng khiếp sợ, hắn cao hơn Lăng Hàn tròn 10 tiểu cảnh giới nhỏ, trên lý thuyết một kích liền có thể đánh chết Lăng Hàn, nhưng chỉ tạo thành một ít vết thương nhẹ, thực không cách nào tiếp thu. Hừ, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, thần văn hỏa diễm phát động, thanh kiếm đinh ở trên cánh tay của hắn nhất thời bị luyện hóa thành cho bụi, bất diệt thiên kinh vận chuyển, vết thương khép lại trong nháy mắt. Tên kia nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng có một vạn con kiến chạy qua. Thể phách như vậy, lực khôi phục như vậy, nếu có thể bảo trì vô hạn mà nói, trừ khi miểu sát lăng hàn, bằng không ai có thể hao tổn được hắn. Gặp quỷ, tại sao có thể có quái thai như vậy? Người hói đầu hít một hơi thật sâu, xem ra, hắn nhất định phải động thật, phải tế xuất đại chiêu một kích đánh giết lăng hàn, ít nhất cũng phải đánh đối phương bị thương nặng, nếu không đối thủ có thể dễ dàng khôi phục lại, căn bản giết không chết. Hắn vũ động châu xuyến nói, ngã Phật từ bi, độ chúng sinh qua khổ hải. Ông, cả người hắn lại có một vòng kim quang tỏa ra, thần thánh không gì sánh được. Rõ ràng là một ma đầu sát nhân, nhưng cư nhiên có thể bảo tướng trang nghiêm như vậy. Ngu dân, bản tọa liền tới độ ngươi. Người hói đầu khẽ quát một tiếng, ném châu xuyến đi. Ông, châu xuyến này lập tức phóng đại, mỗi một cái đầu người đều đạt tới bình thường, đếm một chút, vừa vặn 360 viên. Vạn cổ chu thiên đại trận, chấn giết, oanh, mỗi một cái đầu người đều phun ra hắc quang, thắt cổ về phía Lăng Hàn. Mỗi một cái đầu người đều phụt ra hắc quang, bay về phía Lăng Hàn. 360 tia sáng hợp thành một trận pháp kỳ diệu, tăng lên lực phá hoại của mỗi một kích trên diện rộng, mà hắn sau khi phát sinh một kích này, sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt, hiển nhiên đánh ra một kích này để hắn cố hết sức. Lăng Hàn không dám đón đỡ, thể phách của hắn mạnh mẽ là một chuyện, nhưng tu vi của đối phương vượt lên trước hắn 10 tiểu cảnh giới nhỏ, vậy dù là kim cương thể cũng sẽ bị xuyên thủng, ít nhất cũng phải bị thương nặng. Thình thịch, hắn vỗ ra một trường, đưa thủy nhạn ngọc qua bên cạnh, mình thì lui lại. Ngã Phật tử bi, phổ độ chúng sinh, hắn ngự trên kim quang mà xuống, khuôn mặt dữ tợn, nào có chút từ bi. Lăng Hàn không ngừng tránh, tên đầu chọc thì truy, thực lực của hắn vượt lên Lăng Hàn quá nhiều, tự nhiên là bị hắn càng đuổi càng gần, những hắc quang kia cuộn trào mãnh liệt, mắt thấy muốn đuổi kịp Lăng Hàn. Trong một tiếng ngử lạnh, xoát, một đạo ô quang đảo qua, ba 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 ba, phách toái hết thảy hắc quang, chỉ thấy Dương Thiết Thành đang kịch chiến cùng ba gã hải tặc, nhưng vẫn tranh thủ hóa giải nguy cơ cho Lăng Hàn. Chỉ là bởi vậy, hắn lập tức bị ba cường giả hải tặc vồ đến, trong quang ảnh đằng vũ, hoàn toàn bao vây hắn vào, không thể nhìn thấy chút hình bóng. Thoát được một kích, thoát được kích thứ hai sao, tên đầu chọc cười lạnh, nhưng hắn không có lập tức Dương Động Châu Xuyến công kích, mà chỉ qua Châu Xuyến đánh lại. Hiển nhiên, một kích trước kia tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại hắn lực bất tòng tâm. Lăng Hàn tự nhiên áp lực giảm đi, hắn lợi dụng địa hình đặc thù trên thuyền không ngừng tránh né, vừa quan sát tình hình chiến đấu. Chiến đấu nhìn như kịch liệt không gì sánh được, nhưng rất nhiều người không có đem hết toàn lực. tỷ như liêu ánh tứ nữ, các nàng rõ ràng đều là sơn hà cảnh đại viên mãn, lại chỉ phát huy ra thực lực trung cực vị đỉnh phong. vài người khác cũng vậy, tỷ như hai người la gia, rõ ràng thực lực mạnh mẽ, lại cố ý tỏ ra yếu kém. bằng không trong bọn họ có ít nhất năm tên sơn hà cảnh đại viên mãn, này là một lực lượng áp đảo ta tâm không chết ga. Lăng Hàn thầm nói, những người này đều lưu lực, hiển nhiên là muốn thừa dịp chiến đấu hỗn loạn hạ sát thủ với mình, đến lúc đó có thể đổ lên trên người hải tặc, phủi sạch sẽ tội danh. Dù sao, ai cũng không muốn nhắc lên quan hệ tới chuyện giết chết đệ tử của Sích Thiên Học Viện. Độ người qua thế giới cực lạc, tên đầu chọc nhe răng cười, tay phải tạo thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng vỗ, oanh, lại thật có một đóa hoa lan hình thành, đánh tới Lăng Hàn. Nhìn kỹ, hoa lan này là do thần văn hình thành, phát ra quang mang hóa thành hư ảnh đóa hoa, có một loại khí tức thần thánh. Một ác ma sát nhân, lại luôn có khí tức thần thánh lưu truyền, này rất quái dị. Lang Hàn vội vã né tránh, oanh, hoa lan đập vào trên bong thuyền, xanh xanh đánh ra một cái động, cho thấy một kích này cường đại. Phải biết thuyền này là dùng xương yêu thú đặc thù trong tinh thần hải chế thành, kiên cố không gì sánh được. Thình thịch, Lăng Hàn bị dư ba đánh bay, bay về trong một góc. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang vô cùng lạnh lẽo dương động, đâm tới ngực của Lăng Hàn. Người xuất kiếm, rõ ràng là Chu Cao Dương, cũng chính là nam tử dung mạo xấu xí, nhưng lúc này hai mắt của hắn tản ra hung quang, cả người bộc phát ra khí thức đáng sợ. Đại cực vị đỉnh phong, đây là một cao thủ còn cường đại hơn tên hải tặc trước, một kiếm kéo tới, ngay lúc thân hình của Lăng Hàn bay ra sau, lực phòng người yếu nhất, mà mũi kiếm rét lạnh, này hiển nhiên là một thanh lợi khí vô thượng lại lấy lực lượng cường đại của hắn quán chú, có khả năng cực lớn một kiếm đâm thủng thân thể của Lăng Hàn. Chương 1048, sát thủ hiện hình hạ. Mà mục tiêu của hắn chính là trái tim của Lăng Hàn, đây là muốn một kích chí mạng. Tên đầu chọc lại không biết người trên thuyền đã sớm ám sóng rung động, thấy một màn như vậy không khỏi kỳ quái, nhưng không sao cả, ngược lại mục tiêu của bọn họ chính là giết toàn bộ nam nhân, còn là ai hạ thủ lại có quan hệ gì chứ? Sắc mặt của Chu Cao Dương nghiêm nghị, hai tay nắm trên chuôi kiếm, có thể thấy trên tay có thần văn phát quang, kéo dài đến trên thân kiếm để thanh kiếm này bùng ra hào quang kinh người hắn hiển nhiên cũng cực kỳ kiêng kỵ thể phách của lăng hàn bởi vậy một kích này là toàn lực nhất định phải đâm thủng thân thể của lăng hàn vạn ảnh hóa thân quyết lăng hàn khẽ quát một tiếng đợi trong nháy mắt mũi kiếm chạm vào thân thể hắn liền tiến nhập hắc tháp chu cao dương một kiếm này nhất thời đâm không phải biết một kiếm này của hắn chính là toàn lực ra hết đâm vào không khí lực lượng vô tận không được phát tiết tự nhiên thân hình không khống chế được đằng 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 vọt tới trước Phốc, thật đúng dịp, một kiếm này vừa khéo đâm lên đùi một gã hải tặc, đau đến người nó kêu thảm thiết, nhìn lại, hắn cũng mặc danh kỳ diệu, bởi vì hắn đang cùng một gã thuyền viên quần nhau, vì sao ngươi đột nhiên đâm ta một kiếm. Còn không có chờ hắn biểu thị vô tội, thình thịch, tên thủy thủ đối chiến với hắn nắm lấy cơ hội, một búa đập tên hải tặc này thành ba đoạn. Hưu, Lăng Hàn hiện thân ra, tự nhiên vẫn là chỗ cũ. Ừ, Di, Chu Cao Dương, tên đầu chọc đồng thời phát sinh kinh dị, Mấy người để lực chú ý ở trên người lang hàn cũng không ngoại lệ, vừa rồi. Lang hàn đột nhiên tiêu thất, vạn ảnh hóa thân quyết. Những người này đều tự động tiêu hóa đạn khói mà lang hàn thả ra, bởi vì so với không gian thần khí, bọn họ càng thêm tin tưởng này là một môn thân pháp kỳ diệu không gì sánh được. Nói giỡn, một con kiến hôi từ tiểu thế giới đến làm sao có thể đạt được bảo vật của sáng thế cảnh. Trong đầu bọn họ căn bản không có nghĩ tới bốn chữ không gian thần khí. Thân pháp này quá nghiêu bức phải biết thực lực của chu cao dương vượt qua lăng hàn một mảng lớn hơn nữa lựa chọn thời cơ xuất thủ càng chuẩn nhưng dù như vậy một kiếm này vẫn không có thành công t con kiến hồi từ tiểu thế giới đến này thật khó giết như vậy sao lăng hàn cười lạnh nói nguyên lai sát thủ thần bí kia là ngươi chu cao dương mặt không biểu tình nói ngươi đã sớm hoài nghi ta ta ly khai hoàng đô đối với chút xi si mị võng lượng như các ngươi mà nói tự nhiên là một cơ hội tốt không cho bỏ qua ám dạ đường như thế nào sẽ không có hành động ta đã sớm suy đoán sát thủ thần bí đến từ ám dạ đường, mà trong mắt ta, người hiểm nghi lớn nhất. Lăng Hàn nói, như thân phận bọn người La Ngọc, Liễu Ánh, Tà Tiêu là chắc chắn, như vậy muốn nói ám dạ đường phái ra sát thủ, dĩ nhiên là ở trong bốn người Kim Chí Huy, Chu Cao Dương, Phục Thiên cùng ân Nguyên Hương. Bất quá, tuy Kim Chí Huy cũng sử dụng kiếm, nhưng kiếm pháp đại khai đại hợp, thậm chí có chút vị đạo tông sư, hoàn toàn không hợp thủ pháp đánh lén lúc trước. Phục Thiên thì càng không cần nói, thiếu niên này quả thực chính là một con dã thú, phong cách chiến đấu là dã man hệ, mỗi một bộ phận trên người đều là vũ khí, khử tay kích, đầu gối đỉnh, đầu đụng, thậm chí còn há mồm cắn người, giống như một người man dợ. Ân Nguyên Hương dùng tiên, thủ giỏi không thiện công, như thế so sánh, Chu Cao Dương liền là sát thủ của ám dạ đường, đồng thời cũng là người ra tay sát hại lúc trước. Tuy Lăng Hàn cùng tên đầu chọc kịch chiến, nhưng một bộ phận lực chú ý vẫn đặt ở trên người hắn, biết chiến đấu hỗn loạn như thế nói không chừng đối phương sẽ như độc xà đánh lén hắn quả nhiên không có đoán sai dù ngươi biết thì như thế nào vẫn phải chết chu cao dương cười lạnh một kiếm tước tới lang hàn lắc đầu nói lão huynh ngươi nhìn vạn lần không nên kéo người vô tội vào nga lẽ nào ngươi còn muốn xuất đầu thay bọn họ sao chu cao dương một kiếm đón một kiếm 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 sắc bén dương động thần quang đáng sợ kiếm chiêu của hắn ngắn gọn không gì sánh được chính là đánh chỗ yếu hại, bỏ hết tất cả kỹ xảo. Lăng Hàn cười nhạt nói, ta cũng không có rãnh rỗi như vậy, nhưng có người đã sớm muốn đánh người thành cặn bà. Nga, là ai, Chu Cao Dương nói, nhưng kiếm trong tay không hề chậm chạp. Là ta, trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy thân ảnh của Dương Thiết Thành xuất hiện, thân thể tản mát ra khí thế đáng sợ, sắc mặt xanh đen, tràn đầy sát khí lạnh lạnh. Trong nháy mắt toàn thân Chu Cao Dương nổi ra gà, chỉ cảm thấy hàn khí từ đáy lòng sinh sôi, trong nháy mắt chuyển đến tứ chi. Hắn và Dương Thiết Thành kém tới một tiểu cảnh giới hoàn chỉnh, mà hắn chỉ là sát thủ kinh nghiệm phong phú, không phải thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Trái lại Dương Thiết Thành, người ta chính là thiên tài nhị tinh. Nói cách khác, song phương kém tới 6 tiểu cảnh giới nhỏ. Này là nghiền ép tuyệt đối. Hắn cũng không phải lăng hàn, thể phách mạnh mẽ, đối mặt cường giả như Dương Thiết Thành. Hắn rất có khả năng ở trong vòng 10 chiêu bị chân giết. Dương Thiết Thành nhận lấy cái chết ba gã cường giả hải tặc cũng giết lại đây. Dương Thiết Thành chỉ lấy một tay đối kháng, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Cao Dương nói. Người còn có cái gì muốn nói? Chu Cao Dương không nói, đột nhiên, hắn nhân kiếm hợp nhất, hưu, bay thẳng ra xa. Không phải công kích Dương Thiết Thành, cũng không phải muốn đồng quy vô tận với Lăng Hàn, mà trực tiếp lao ra ngoài khơi, hiển nhiên, hắn muốn chạy trốn vào đáy biển. Tuy nơi này trọng lực lớn đến đáng sợ, người xuống phía dưới căn bản là chìm tới đáy, bất quá có thể giống như người thường đi từng bước một, thời gian lâu, 10 năm 8 năm khẳng định vẫn có thể đi ra nội hải. Tổng so với liều mạng cùng Dương Thiết Thành, mất tính mệnh thì tốt hơn nhiều. Còn muốn chạy, Dương Thiết Thành cười lạnh, tay kia lộ ra, bắt tới Chu Cao Dương. Một kích này, hiển lộ hết thực lực đáng sợ của đại viên mãn đỉnh phong, bàn tay to màu đen mở ra, hóa thành một tòa núi nhỏ, hơn 10 thần văn chấp động, tản mát ra khí tức kinh động tâm phách. Oanh, bàn tay này quá lớn, trong nháy mắt liền bao lại cả chiến thuyền thuyền, chặn lối đi của Chu Cao Dương. Trùng tiêu nhất kiếm, Chu Cao Dương khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên ra tốc, nhân kiếm hợp nhất, đụng tới bàn tay. chương 1049, Hoàng Tước ở phía sau. Phốc, kiếm quang chấp động, như quang vũ bắn ra, ở trên trời bùng lên. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, chỉ thấy Chu Cao Dương đã phá ra một cái động, hưu, hắn phi thân ra, nhưng kiếm quang cũng ảm đạm không gì sánh được, Hiển nhiên một kiếm này để hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Trốn được sao?" Dương Thiết Thành cười lạnh, giơ tay lên truy đánh tới. "A!" À, Chu Cao Dương phát sinh tiếng kêu thảm thiết, bị bàn tay to bắt lại, đầu khớp xương rung động, để hắn không nhịn được hét thảm lên. Thực lực sai biệt thực quá rõ ràng, áp chế sáu tiểu cảnh giới nhỏ, hơn nữa Chu Cao Dương căn bản không có chiến ý, chỉ muốn chạy chối chết, kết quả càng dễ bị Dương Thiết Thành bắt lại. "Chết!" Ba gã hải tặc liên tục oanh kích, thình thịch thình thịch thình thịch Công kích như mưa rơi xuống. Dương Thiết Thành chỉ lấy một tay chống đỡ, này tự nhiên không thể hoàn toàn hóa giải hết công kích, nhưng thể phách của hắn tương đối kinh người, chỉ là khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Ở dưới ba đại cường giả vây công, hắn còn có thể bắt giữ một chuyển cao thủ đại cực vị đỉnh phong, thực lực này là kinh người không gì sánh được. "Tha, tha mạng." Chu Cao Dương lập tức cầu xin tha thứ. "Không phải ta giết người, thật không phải ta giết người." Phốc, Dương Thiết Thành sẽ tin tưởng mới lạ, tay phải căng thẳng Chu Cao Dương liền bị bóp vỡ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Hắn hừ một tiếng, tay phải buông ra, bàn tay cũng chậm rãi tiêu thất. Hải tặc giết bất tận, ngày hôm nay để ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn bị khơi dậy sát tính, thân thể như ma tôn, tản ra lực uy hiếp cường đại. Giết, 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 đám hải tặc cũng không hãi sợ đánh một trận. Cạc cạc, tiểu tử, hiện tại chỉ còn chúng ta, nạp mạng đi. Tên đầu chọc lần thứ hai ra chiêu, công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đón nhận, chỉ cần đối phương không phát động đại chiêu, lấy thể phách của hắn hoàn toàn có thể cứng rắn ăn công kích của đối phương, cùng lắm thì bị thương, bất diệt thiên kinh trong nháy mắt có thể trị hết. Từ chiến lực mà nói, hiện tại hắn là tiêu chuẩn khoảng 5 tinh 6 tinh, nhưng từ góc độ khác, hắn tuyệt đối là cấp bậc biến thái 10 tinh. Cường giả đại viên mãn cũng giết không chết hắn, quả thực không có thiên lý. Lăng Hàn có chút đáng tiếc, bị tên đầu chọc này dây dưa, hắn không thể trợ giúp Thủy Nhạn Ngọc Thu gặt hải tặc. Vậy chính hắn đến, Lăng Hàn không ngừng phát sinh thất sát chấn hồn thuật, bách phát bách chúng, ngay cả trung cực vị đỉnh phong chúng chiêu, cũng sẽ bị hắn một quyền oanh bạo, thu vào không gian linh khí. Điều này làm cho tên đầu chọc kia tức giận đến hoa hoa kêu to, ở dưới sự đuổi giết của hắn, Lăng Hàn lại còn có thừa lực sát nhân, hoàn toàn là thiên đại nhục nhã với hắn. Người yếu trong hải tặc bị tiêu diệt, về phương diện khác, thuyền viên cũng gặp tàn sát, điều này làm cho Dương Thiết Thành như muốn phát cuồng, nộ phóng lên cao, thân thể lại lớn thêm một vòng, hóa thân thành cự nhân cao hai trường. Quần áo bị bức bạo, chỉ có một cái quần cộc che bộ vị then chốt, trên người hắn có chín ấn ký hình tròn, hiện tại đang chiếu lấp lánh, để lực lượng của hắn lần thứ hai tăng lên một đoạn. Cửu ấn thần văn, mấy cường giả trong hải tặc kinh hô, bí mật bất truyền của dương gia, lấy hy sinh thọ nguyên làm cái giá, để thăng một tinh chiến lực. Nguyên bản dương thiết thành đã đủ mạnh, hiện tại tăng lên một tinh chiến lực, tuyệt không có người có thể ở tránh diện đối kháng hắn này dù sao cũng là lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giới A. À. Đối với sinh linh mà nói, còn có cái gì chân quý hơn thọ nguyên? Đều đi tìm chết cho ta, Dương Thiết Thành đại phát thần uy, hiện ra hết phong thái của cường giả. Trong lòng Lăng Hàn cũng khiếp sợ, nếu hắn chính diện giao phong với Dương Thiết Thành mà nói, cực có khả năng ở trong vòng 10 chiêu bị đối phương đánh cho nội tạng bạo liệt. Trăm chiêu mà nói, ngay cả thần cốt cũng có thể đứt đoạn. Dù sao cũng là đại viên mãn đỉnh phong, hơn nữa hiện tại càng đạt tới ba tinh chiến lực. Theo Dương Thiết Thành đại phát thần uy, hải tặc nhất thời rơi vào hạ phong, ngay cả đám người liếu ánh cũng bắt đầu cho thấy chiến lực chân chính của bọn họ. Bất quá, muốn Lăng Hàn nói, toàn trường để người chú mục nhất, tuyệt không phải cường giả đại viên mãn như đám người liếu ánh, cũng không phải Dương Thiết Thành, mà là Phục Thiên, thiếu niên nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi kia. Người này đơn giản là một dã nhân, tu vi của hắn chỉ có tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng chiến lực phi thường mạnh, căn bản không dùng binh khí gì, chính là để các bộ phận trên người hắn phát huy ra kỳ hiệu, lăng hàn thấy hắn một ngụm cắn chết đối thủ A. Võ giả đánh nhau, thông thường đều lấy tay hoặc chân, hoặc dụng binh khí, có rất ít người, mới có thể tu luyện dị thuật như thiết đầu công. Chỉ là dùng miệng làm vũ khí, trừ hổ nữ trước kia, đại khái chính là thiếu niên này. Phong cách chiến đấu của Phục Thiên gần như chính là phiên bản của hổ nữ, nhưng hắn biểu hiện càng tàn nhẫn, hai tay phẳng phất như kim thạch chú thành, có thể đơn giản xé mở phòng ngự của đối thủ, mổ bụng phá bụng, miệng cắn yết hầu, ngược lại chỉ cần có thể giết địch là được, phát huy đặc điểm của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Này là kết quả sau khi thiên truy bách luyện, người này hẳn là không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu như vậy, đã biến thành bản năng, một khi đánh nhau, thân thể tự nhiên sẽ động như vậy. Thiếu niên này đến tột cùng là từ đâu chạy tới, lui, lui, đám hải tặc không chịu nổi, trước có 60 người lên thuyền, bây giờ còn sống cư nhiên không đủ 20, tổn thất có thể nói thảm trọng không gì sánh được. Càng then chốt là, bọn họ còn không thể hạ được chiếc thuyền này. Một cái cũng chạy không được, Dương Thiết Thành hừ lạnh, chiến lực của hắn toàn bộ khai hỏa, không ngừng từ đầu thuyền tới đuôi thuyền, từ bên trái tới bên phải, không cho bất kỳ một hải tạc nào có cơ hội đào tẩu. Thình thịch, đúng lúc này, thân thuyền chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa trở mình. Người trên thuyền đều lảo đảo, ngừng chiến đấu, đây là có chuyện gì? Không tốt, Dương Thiết Thành, vài tên hải tặc nhìn thoáng qua xa xa, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể làm cho bọn họ hiện ra vẻ sợ hãi, tất nhiên là gặp phải nguy cơ to lớn. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn nhìn về xa xa, chỉ thấy chỉ ít có chừng trăm con cự xà đang lội tới, mỗi một con đều dài vài chục trượng, thân rắn to như giếng nước, trên người có hoa ban màu xanh biếc. Chương 1050, cuồng mãng tại ương. Lục Ban Ma Bảo xà, có thuyền viên kinh hô, này là yêu thú đặc thù của tinh thần hải. Theo tư liệu, loại này thuộc về yêu thú quần cư, một ổ có ít nhất mấy trăm yêu xà sơn hà cảnh, thuyền nhỏ gặp phải loại yêu thú này cũng chỉ có chạy trốn. Thình thịch, thân thuyền lại chấn động, huynh đảo về bên trái, muốn ngã xuống. Hừ, thân hình dương thiết thành nhảy một cái, đạp xuống thân thuyền bên phải một cước, thình thịch, thân thuyền rung mạnh. Đình chỉ xu thế nghiêng, tiếp đó lật trở về. Tám phần mười là dưới đáy thuyền đang có một con cự xà đẩy thân thuyền, muốn lật úp bọn họ xuống. Một khi tiến nhập thủy vực, thực lực của võ giả sẽ giảm bớt rất nhiều. Yêu thú đạt đến thần cấp, trí tuệ hoàn toàn khai hóa, thậm chí có thể hóa thành hình người, tự nhiên biết làm sao phát huy ưu thế bản thân. Ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, chỉ thấy bọn họ đã bị đàn yêu xà bao vây, bốn phía đều là đại xà dài vài chục trượng, mỗi một con tu vi ở sơn hà cảnh, nhưng cụ thể là tu vi gì thì không thể khẳng định. Còn có một chút rắn nhỏ, dài không tới một trượng, rơi ở phía sau khoảng cách rất xa, chỉ là phá hư cảnh, thiên nhân cảnh. Hiển nhiên, Chúng nó không có tư cách gia nhập chiến đấu, phải chờ đại xà giải quyết chiến đấu xong, chúng nó mới có thể đến, nuốt trứng huyết nhục của võ giả. Linh nhục đối với võ giả mà nói là vật đại bổ, nhưng tinh huyết của võ giả đối với yêu thú mà nói đồng dạng là đồ tốt. Nhất là võ giả thần cấp, đối với yêu thú phá hư cảnh mà nói là đại bổ. Đám yêu xà này chắc là nghe được mùi máu tươi trong nước biển, mới có thể dốc toàn bộ lực lượng, muốn tới ăn thoải mái. Tình thế thoáng cái nghiêm trọng không gì sánh được thình thịch, thân thuyền còn đang lay động, xà yêu phía dưới hiển nhiên không chịu bỏ qua, muốn lật úp thân thuyền. Lần này, tất cả mọi người đều không dám nội đấu. Đều đứng ở các ngõ ngách trên thân thuyền, lục tục xuất thủ, duy trì thân thuyền ổn định, nếu như thân thuyền lật úp mà nói, tất cả mọi người là khó thoát khỏi cái chết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thân thuyền rung mạnh, như gõ trống vậy, dày đặc không gì sánh được. Không tốt, mà bạo xà này muốn đánh bể thân tàu tất cả mọi người biến sắc, nếu như lúc này có người lẻn vào đáy nước, sẽ thấy đang có hơn 10 con đại xà bơi ở dưới thân thuyền, nhắm đáy thuyền bắn từng đạo thủy đạn, thủy đạn này vừa đụng đến đáy thuyền sẽ bạo tạc, chấn đến thân tàu cự chiến. Mà ở vị trí càng dưới, thì có một con ma bạo xà dài đến trăm trượng, phần hoa hoa trên người là màu bạc nhạt. Này là ma bạo xà vương, tu vi đã tới sơn hà cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá nhật nguyệt cảnh, bởi vậy, phần hoa hoa của nó cũng xuất hiện biến hóa trước chính là nó kéo thân thuyền, muốn lật úp chiếc thuyền này. Thân thuyền loạn choạng, như trên biển nhấc lên sóng gió to lớn, người dưới thần cấp tuyệt đối sẽ bị chấn ngã trái ngã phải, đã sớm rơi vào trong biển. Nhưng bọn người lăng hàn như nam châm vậy, dán ở trên thuyền thật chặt, mặc cho người lay động làm sao cũng không chút sức mẻ, nhưng vẻ mặt của mọi người lại càng thêm nghiêm túc, bởi vì ai cũng biết, bị oanh kích điên cuồng như vậy, chiếc thuyền này không thể duy trì lâu lắm. Chúng ta ở đây lãng phí không ít thời gian, nếu có thể chống trên hai ngày mà nói, chiến thuyền tiếp theo sẽ đến. Đó là một chiếc đại thuyền, có nhật nguyệt cảnh tỏa chấn. Dương Thiết Thành cổ vũ mọi người, có nhật nguyệt cảnh chấn tràng, đừng nói ở đây chỉ có mấy trăm yêu xa, dù mấy nghìn mấy vạn cũng chỉ có phần bị tàn sát. Vấn đề là, bọn họ có thể kiên trì hai ngày sau. Thuyền sắp phá, Phục Thiên đột nhiên nói, nhưng trên mặt cư nhiên không có lộ ra một tia hoảng sợ, mà tràn đầy chiến ý đây tuyệt đối là một chiến đấu cuồng. Tạp, quả nhiên, thân thuyền phát sinh âm hưởng thanh thúy, đó là xương cốt gảy lìa. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng còn không có chờ bọn hắn mở miệng nói, oanh, cả chiến thuyền giải thể, hóa thành chỉ ít hơn 10 mảnh nhỏ. Đều dẫm ở trên bong thuyền, bằng không mất đi sức nổi, tác chiến ở trong nước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương thiết thành quát lớn, hắn là thuyền trưởng, phải phụ trách với tất cả thuyền viên cùng khách nhân. Tất cả mọi người làm theo lời, chia làm mấy đội bất đồng lao lên mảnh vụn. Đám hải tặc cũng ngừng chiến đấu, 20 người phân tán ở trong ba mảnh vụn, về phần thuyền của bọn chúng sớm đã bị yêu xà nghiền thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không thể dùng lại. Oanh, một con đại xà vạch nước mà ra, dùng chiêu thần long bái vĩ, cái đuôi to dài hữu lực quét tới một mảnh vỡ. Rất không khéo, lăng hàn ở trên mảnh vụn này, hoàn hảo, trên mảnh vụn này không chỉ có lăng hàn, còn có dương thiết thành. Lan, hắn ngưng quyền, một quyền đập vào đuôi rắn, thình thịch, đuôi rắn bị đánh bể, hóa thành huyết vũ đầy trời, đau đến con cự xà kia không ngừng dẫy giụa, nhấc lên sóng dữ. Không hổ là Dương Thiết Thành, thật mạnh, thê tử, lại gần một chút, lang Hàn tay phải cầm kiếm, tay trái thì ôm Thủy Nhạn Ngọc nói. Ngày hôm nay chúng ta có khả năng sẽ làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, người còn không có nói câu nào yêu ta, sẽ không để cho ta mang theo tiếc núi mà chết chứ. Thủy Nhạn Ngọc lật bạch nhãn, người này quá biết trang, rõ ràng có hắc tháp trong tay, dù người nơi này chết sạch toàn bộ, hai người cũng có thể sống rất tốt. Đàn yêu xà phát động tiến công, thình thịch, thình thịch, thình thịch, bọn chúng tiến công thập phần đa dạng, có miệng phun thủy đạn, có quét đuôi, có ở đáy nước lay động mảnh tàu, mục tiêu đều giống nhau, chính là muốn kéo đám người lang hàn xuống nước. Chỉ cần lọt vào trong nước, yêu xà có thể bỏ ra cái giá nhỏ nhất để biến những người này thành lương thực. Lần này, không ai còn tàng tư, đều đem hết toàn lực, không dám có chút lơ là, bằng không chính là lấy mạng của mình ra đùa giỡn tuy lăng hàn không lo lắng vấn đề tính mệnh nhưng nếu chìm vào đáy biển mà nói làm sao quay lại bờ là một vấn đề rất lớn bởi vậy hắn cũng toàn lực lấy thân làm cung lấy nguyên lực làm tiễn ngắm bắn bảy rắn xa xa mặc dù không có vận dụng tiễn thật nhưng này vẫn có thể phát huy ra chiến lược ngũ tinh phải biết tu vi của lăng hàn đã đạt đến trung cực vị sơ kỳ tăng thêm năm tinh nữa đây chính là tiêu chuẩn tương đương với đại cực vị trung kỳ một mũi tên xuống, chỉ cần không phải yêu xà đại cực vị thì nhất định sẽ bị miểu sát. Không có biện pháp, Diệt Long tinh thần tiến quá nhanh, thực lực không bằng Lăng Hàn, vậy căn bản không có khả năng tránh, chỉ còn lại có phần bị giết. Chương 1051, Xà Vương xuất thủ. Tuy võ giả đều rất kiên kỳ cận chiến, nhưng thông thường cũng chỉ cách xa 2 3 trường có thể phát huy chiến lực cao nhất, nhưng chút cự ly ấy là hoàn toàn không có cách nào so với Diệt Long tinh thần tiến. Bởi vậy nói đến hiệu suất tuyệt không ai có thể so sánh Lăng Hàn. Dương Thiết Thành thấy thế, liền chỉ thủ chứ không công, chỉ thủ hộ lấy thân tàu an toàn, để Lăng Hàn có thể phát huy. Hiu 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 hiu, một mũi tên tiếp một mũi tên bay ra, tạo thành sát thương to lớn. Thình thịch, mặt nước chợt phá vỡ, chui ra một xà yêu to lớn, văn hoa trên người rõ ràng là màu bạc. Xa vương, sắc mặt của Dương Thiết Thành nhất thời khó coi không gì sánh được. Xoát, xa vương vừa xuất hiện, miệng mở to, hộp ra một đạo thủy đạn, bắn tới Dương Thiết Thành, tốc độ của thủy đạn này lại không kém Diệt Long Tinh Thần Tiến, Sa Vương há miệng, thủy đạn liền bay ra ngoài, trong nháy mắt liền tới trước người Dương Thiết Thành, uống Dương Thiết Thành vung quyền đánh tới, thình thịch hắn một quyền đập vào thủy đạn, nhưng cả người bị chấn bay ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng, lúc này mới rơi vào trong hải lý, mạnh như Dương Thiết Thành cũng không phải đối thủ của Sa Vương, tất cả mọi người hoảng sợ, lẽ nào bọn họ thật phải toàn quân bị diệt ở đây sao? Thình thịch một nhân ảnh vạch nước mà ra chính là dương thiết thành hai chân hắn như bay chạy ở trên mặt biển một đường chạy tới tạo thành một đạo bọt sóng chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn có tinh khí phóng lên cao trên trán thì mồ hôi lạnh như mưa hải vực này có trọng lực quá lớn muốn đối kháng trọng lực như vậy phải tiêu hao nguyên lực to lớn bởi vậy dù cho chỉ mấy trăm trượng ngắn ngủi cũng để cho dương thiết thành bỏ ra cái giá cực lớn không có biện pháp nếu như chìm tới đáy mà nói vậy cơ bản chính là mất mạng Nhất thời, có hơn 10 con đại xà ngắm bắn hắn, nhưng hiện tại Dương Thiết Thành chính là thiên tài Tam Tinh đại viên mãn, một quyền đánh ra là có thể đánh bể một con đại xà, trong nháy mắt huyết vũ bay tán loạn. Xà Vương giận dữ, lặn một cái, lúc xuất hiện đã đi tới trước mặt Dương Thiết Thành, đầu rắn nhô thật cao, lại bắn một quả thủy đạn. "Đi!" Lang Hàn bắn ra một mũi tên, lúc này đây không chỉ lấy chân thị chi nhãn tìm được điểm yếu phòng ngự của Xà Vương, còn phát động Hỏa Diễm Thần Văn, lực uy hiếp đáng sợ hơn. Một mũi tên này, dù là xà vương cũng không dám cứng răn ăn. Ba, xà vương vẫy đuôi một cái, quất bay tiến nguyên lực, nhưng Dương Thiết Thành cũng nhân cơ hội chuyển hoán phương vị, lăng không tung người, rơi xuống trên một mảnh vỡ. Tuy mảnh vỡ này nhỏ, lại cho hắn cơ hội thở dốc, di động ở trên mặt biển là một gánh nặng cực lớn. Xà vương giận dữ, chợt quay đầu, hai mắt như đèn lồng nhìn chằm chằm lăng hàn, tản mát ra hàn ý vô tận. Trong lòng lăng hàn không khỏi sợ hãi, xà vương này thật là đáng sợ, hẳn là vô hạn tiếp cận nhật nguyệt cảnh mới có thể có uy thế như vậy một kích này phát ra tất nhiên long trời lở đất đều là tiểu tử này đưa tới xà vương chú ý đẩy hắn xuống biển miễn cho liên lụy chúng ta trên các mảnh vụn còn có la ngộ cùng phạm dũng bọn họ đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm lăng hàn xà vương hiển nhiên là theo dõi lăng hàn như vậy đại gia hỏa kia công kích ngay cả bọn họ cũng đi theo không may nhưng chỉ cần đẩy lăng hàn xuống nước như vậy chỉ ít bọn họ còn có thể sống tạm một hồi người chỉ cần sống sẽ có hy vọng chống đến lúc đại thuyền đến vậy bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh vì sao các ngươi không đi xuống lăng hàn lạnh lùng nói hai người này thực sự là vì tư lợi đến cực hạn đã đến lúc này rồi lại còn muốn nội chiến không đi xuống vậy chúng ta đưa ngươi xuống dưới la ngộ và phạm dũng đồng thời xuất thủ bọn họ vốn chính là vì lăng hàn mà đến chỉ là trước kia không thể công khai động thủ nhưng bây giờ vì tánh mạng của mình lại sẽ để ý những cái kia sao hai người này đều là cao thủ đại cực vị, một kích đánh ra, uy lực tự nhiên kinh người. Lăng Hàn hừ một tiếng, dùng thất sát chấn hồn thuật, hắn chọn mục tiêu là Phạm Dũng, nhưng trên người của đối phương lại có một đạo quang ảnh di động, xanh xanh cản lại linh hồn của hắn trùng kích. Ha 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 ha, đây chính là bí bảo mà thiếu chủ ban cho, do cường giả tinh thần cảnh luyện chế, có thể chống lại thần hồn trùng kích, người thật không ngờ đi. Phạm Dũng cười to, đáng tiếc, thần kiếm ở trong tay tả tiêu, Bằng không hiện tại hắn có thể chém Lang Hàn thành hai đoạn. Nhưng không có vấn đề gì, hắn liên thủ với La Ngộ, tuyệt đối có thể oanh lăng Hàn xuống biển. Thình thịch, hai người liên thủ, quả nhiên, Lang Hàn bị chấn khỏi thân tàu, rơi vào trong hải lý. Lang Hàn, thủy nhạn ngọc kinh hô một tiếng, lại chủ động nhảy vào hải lý. Nữ nhân ngốc, Phạm Dũng thấy thế không khỏi mắng một tiếng, nhưng sắc mặt tương đối xấu xí. Hắn biết Triệu Luân mê luyến nữ nhân này bao nhiêu một khi nhảy vào nhật nguyệt cảnh sẽ cưới nàng làm vợ. Nhưng bây giờ Thủy Nhạn Ngọc có 99% táng thân dưới đáy biển, sau khi trở về hắn và tả tiêu làm sao ăn nói với Triệu Luân. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian lo lắng cái phiền toái này, mà bạo xà lần thứ hai phát động tiến công, thế công như Thủy Triều. Giết 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 giết, đừng nhìn số lượng song phương không nhiều, nhưng Sơn Hà Cảnh là thần linh, mỗi người đều như thiên địa tinh hoa ngưng tụ, trong máu ẩn chứa sinh cơ và lực lượng cường đại, rất nhanh thì để hải vực phụ cận biến thành huyết sắc. Này đưa tới rất nhiều cá nhỏ, cũng đưa tới sinh linh mạnh hơn. Một con cá lớn xuất hiện, hai con mắt cư nhiên sinh trưởng ở một bên, tốc độ thật nhanh, miệng rộng mở ra, trong quá trình từ đáy nước di động ra ngoài, thì có chỉ ít hơn 10 con đại xà bị nó nuốt vào miệng, trực tiếp tiêu thất. Này là một con yêu thú nhật nguyệt cảnh cường đại, đại yêu nhật nguyệt cảnh xuất hiện, không chỉ chúng nhân vội vã trèo nhanh mảnh vỡ, ngay cả đàn ma bạo xà cũng đào tẩu tứ phương, xà vương vừa rồi còn vô cùng uy mãnh ở trước mặt con cá lớn kia tựa như con run vậy. Nó thành mục tiêu hàng đầu của con cá lớn, chỉ vài cái đã bị đuổi theo, sau khi chiến đấu ngắn ngủi, nó bị cá lớn cắn đoạn, tiếp đó bị nuốt vào trong bụng. Con xà vương kia gần như một chân bước vào nhật nguyệt cảnh, nhưng chỉ kém một chút, ở trước mặt nhật nguyệt cảnh chân chính nó căn bản không có một tia chống cự, trong nháy mắt đã bị ăn tươi. Trường 1052, vô sỉ đến cực hạn. Cá lớn tựa hồ còn không có ăn no, lại giết trở về. Nó tuyệt không kiêng ăn, mà bạo xà nó ăn, võ giả nó cũng ăn, sau khi quần một trận, lúc này mới vẫy đuôi một cái, bơi về đáy biển. Tình thế thực sự là thay đổi trong nháy mắt, trước đó đàn yêu xà chiếm hết thượng phong, ở dưới sự hướng dẫn của xà vương, một bộ muốn diệt tất cả mọi người, nhưng chỉ một cái nháy mắt, đàn yêu xà đã bị cá lớn ăn thất thất bát bát, may mắn còn sống sót cũng không quá 10 con, hoàn toàn không ra hồn. Bất quá, bên nhân loại cũng không thấy tốt hơn chỗ nào hải tạc toàn diệt, la ngọc chết, tả tiêu chết, bốn gã tử vệ của Sa Nguyên chỉ còn lại Liếu ánh, mà Dương gia càng tử thương thảm trọng, chỉ có Dương Thiết Thành còn sống. Mặt khác còn có Kim Chí Huy, Phục Thiên cùng ân Nguyên Hương, tổng cộng mới 7 người. Bọn họ đều ngồi ở trong một mảnh vụn, đã cách xa khu vực chiến đấu lúc trước, sắc mặt mỗi người đều trầm trọng. Di, Dương Thiết Thành nhìn về phía sau, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, xa xa có một mảnh vụn đang di động nhanh về phía bọn họ, mà phía trên còn đứng hai người, chính là Lang Hàn và Thủy Nhạn Ngọc. Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của Dương Thiết Thành, ai cũng vô cùng khiếp sợ. Lang Hàn này là quái vật giết không chết sao? Trước bị chúng nhân vây công, không chỉ không chết, hơn nữa không bị thương chút nào. Sau lại bị cường giả hải tặc để mắt tới, vẫn sống rất vui vẻ. Cuối cùng bị đánh rất xuống biển, theo lý mà nói khẳng định bị đàn xà vây công, cắn thành mảnh nhỏ. Hiện tại hắn và Thủy Nhạn Ngọc đều không bị thương chút nào xuất hiện, điều này để người làm sao tiếp thu. Chào, các vị đã lâu không gặp, Lăng Hàn vẫy tay nói, hắn cùng với Thủy Nhạn Ngọc một tả một hữu khua mái trèo, đuổi lại chỗ đám người Dương Thiết Thành. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút thương thích, thấy dáng dấp của Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc ung dung, đều có loại cảm giác muốn phát điên, sao hai người các ngươi như là khách du lịch vậy. Ngược lại chỉ có Dương Thiết Thành lộ ra vẻ vui mừng nói. Người cư nhiên không có việc gì, tốt, trước Lăng Hàn giết không ít ma bạo xà, coi như báo thù cho rất nhiều thuyền viên, ấn tượng của hắn đối với Lăng Hàn tốt hơn những người khác rất nhiều. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua la ngộ cùng Phạm Dũng, lộ ra một tia rét lạnh, trước hắn bị hai người này đánh rơi xuống biển, nếu không phải hắn có hắc thác, vậy thì thật là giữ nhiều lành ít. Hai người này, hắn phải giết, ngươi nhìn cái gì vậy? La ngộ lạnh lùng nói, đến nước này rồi, hắn đã không có tâm tình làm bộ với Lăng Hàn, bởi vì bọn họ có thể sống trở lại bờ hay không là một cái không biết bao nhiêu chủ yếu là hiện tại tốc độ trôi nổi của bọn họ quá chậm, mà vạn nhất gặp phải yêu thú gì, vậy bọn họ có khả năng sẽ táng thân trong nội hải. Ở bọn họ nghĩ, đây hết thảy tự nhiên đều là lỗi của Lăng Hàn, nếu không có bởi vì Lăng Hàn, bọn họ sao sẽ đi tới nơi này. Bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ, nếu không có tâm hại người, thì sao có thể sẽ như vậy. Nhìn ngươi chết như thế nào, Lăng Hàn lãnh đạm nói, lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiến, triển khai diệt long tinh thần tiến, nhắm ngay la ngộ bị mũi tên chỉ vào là ngộ nhất thời hiện lên hàn ý mãnh liệt bọn họ một nhóm ba người có cường giả nhật nguyệt cảnh lĩnh đội đánh chết lăng hàn vốn là sự tình đương nhiên nhưng la sâm vân bị cự lên thuyền la ngọc chết trong miệng cá tổ ba người hiện tại chỉ còn lại có hắn đối mặt mũi tên này của lăng hàn hắn không có nắm chắc có thể tiếp được chủ yếu là hoàn cảnh nơi này quá bất lợi với hắn bằng không hiện tại hắn triển khai thân pháp căn bản sẽ không bị lăng hàn tập trung nhưng vấn đề là mảnh nhỏ thân tàu chỉ lớn như vậy, hắn làm sao tránh. Nhảy xuống biển, vậy vạn nhất lực lượng hao hết chìm tới đáy mà nói, có khả năng đời này sẽ không thấy ánh mặt trời nữa. Hắn ngược lại cũng thông minh, thân thể co rụt lại, trốn ở phía sau Phục Thiên, rõ ràng muốn lấy thiếu niên này làm tấm mộc. Phục Thiên nhất thời phẫn nộ, miệng gầm nhẹ, như một con giã thú bị chọc giận, quát đi pi đường. Cút ngay, tiểu băng hiếu, yên tâm, hắn và ngươi không cừu không oán, sẽ không bắn ngươi. Là ngộ đâu chịu, ở trên đất bằng đánh một trận hắn hoàn toàn không sợ lăng hàn nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chịu đòn hơn nữa gần như không có không gian tránh né tự nhiên không muốn mạo hiểm hừ thực sự là không biết xấu hổ dương thiết thành lạnh lùng nói tay phải quất qua chộp phục thiên để ra phía sau mình tiếp đó đẩy la ngộ ra trước la ngộ không khỏi biến sắc hiện tại hắn lại thành cái bia hắn vội vàng nói dương đại nhân người đã thu thuyền phí phải bảo vệ an toàn của ta thuyền đã hủy trách nhiệm của ta đã hoàn thành, chờ trở, trở lại bến tàu, tự nhiên sẽ trả tiền cho các ngươi, còn sẽ bồi thường. Dương Thiết Thành lạnh lùng nói, lỗi lỗi lỗi, la ngộ lắc đầu, chỉ vào dưới chân nói, đại nhân mời xem, chúng ta còn ở trên thuyền, dù cho này là một mảnh nhỏ, đó cũng là ở trên thuyền, người còn là thuyền trưởng, có trách nhiệm bảo vệ khách nhân an toàn. Hắn làm người vô sỉ, nhưng lời này cũng có chút đạo lý, hơn nữa hết lần này tới lần khác Dương Thiết Thành còn ăn một bộ này, không khỏi lộ ra vẻ do dự lăng hàn trước không nên xuất thủ dương thiết thành nói hắn chắn ở trước người la ngộ ha 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 la ngộ cất tiếng cười to có vẻ cực kỳ đắc ý ở trên thuyền hắn có dương thiết thành bảo hộ mà một khi thoát ly quẫn cảnh hắn sao sẽ e ngại lăng hàn dương thiết thành xoay người lại đột nhiên xuất thủ nắm cổ của la ngộ hắn cao hơn đối phương tròn một tiểu cảnh giới hơn nữa hiện tại tuy hiệu quả của bí pháp đã tiêu thất nhưng còn có nhị tinh chiến lực vừa ra tay há là la ngộ có khả năng ngăn cản Ách, tiếng cười của La Ngộ ngừng lại, bởi vì cổ bị bóp quá chặt, mặt của hắn cũng đỏ bừng. Mặc dù nói võ giả không cần hô hấp cũng sẽ không chết, nhưng cái cổ bị áp chế, nguyên lực cũng không thể vận chuyển, thời gian dài mà nói, thần hồn cũng sẽ chết. Hắn hoa chân múa tay, muốn dẫy khỏi, nhưng căn bản không thể như nguyện, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Tuy ta sẽ không cho phép Lăng Hàn giết ngươi, nhưng các ngươi trước cố ý đánh Lăng Hàn rơi xuống nước, cũng không có tiện nghi như vậy. Dương Thiết Thành lần thứ hai xuất thủ, sách cổ của Phạm Dũng lên. Hai người không ngừng giấy rụa, nhưng cộng lại cũng không phải đối thủ của Dương Thiết Thành, chỉ có thể phí công giấy rụa. Trường 1053, muốn đúc kiếm mạnh nhất. Hừ, chờ hạ, thuyền, ta sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. Dương Thiết Thành lạnh lùng nói, sau đó dụng lực phun ra, ba, hai người này đều đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, như đi một vòng trước quỷ môn quan. Bọn họ đều cúi thấp đầu, trong lòng hiện lên các loại ý niệm ác độc hai mảnh vỡ thân tàu, hiện tại như hai chiếc thuyền nhỏ, mang theo người may mắn còn sống sót phiêu lưu ở trong nội hải. Bọn họ đang cố gắng trở lại đường thủy của Dương Gia, như vậy nhiều nhất chỉ cần ba ngày, bọn họ sẽ gặp được thuyền của Dương Gia cứu. Bất quá bọn họ đại nạn không chết, nhưng không có gặp phải hậu phúc, cũng không lâu lắm liền gặp phải sóng to gió lớn, thổi bọn họ đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn mất đi phương hướng. Chờ đến thời điểm gió êm sóng lặng, Dương Thiết Thành lấy ra la bàn so sánh, phát hiện bọn họ lệch khỏi tuyến đường bình thường rất lớn. Hết cách rồi, chỉ có thể tận lực trèo, trở lại trên tuyến đường nguyên bản. May mắn chính là, tất cả mọi người là cường giả thần cấp, nên không cần lo lắng vấn đề thức ăn và nước mát. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, tất cả mọi người luôn phiên nghỉ ngơi, nhưng người nào cũng không dám quá mức thả lỏng, bởi vì nơi này đều là ngươi lừa ta gạt, ai có thể tin tưởng ai. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ trên mặt biển nhảy ra, cực kỳ mỹ lệ. Ô bên kia thật giống như có một chiếc thuyền phía trước xuất hiện một điểm đen mọi người ngưng mắt nhìn quả thật có đổ vật trôi nổi ở trên mặt biển cẩn thận có khả năng là hải tặc dương thiết thành nói nơi này hoàn toàn lệch khỏi con đường hàng hải của dương gia trên lý thuyết mà nói thuyền của dương gia là tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này như vậy là thuyền hải tặc sẽ rất cao không đúng lang hàn phát động chân thị chi nhãn lắc lắc đầu nói này không phải thuyền mà là một hòn đảo sở dĩ nhìn qua như một chiếc thuyền, là bởi vì hòn đảo này cách bọn họ quá xa. Đảo, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, đến đảo, bọn họ liền có thể tu sửa một phen, chỉ ít làm mấy cái mái chèo chân chính, hoặc còn có thể săn giết yêu thú lấy xương, dù sao cũng hơn hiện tại rất nhiều. Bọn họ lại chèo thuyền đi tới, qua gần mấy giờ, hòn đảo cũng càng lúc càng lớn ở trước mắt bọn họ, rốt cục có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy, này đúng là một hòn đảo, hơn nữa còn rất lớn điều này làm cho vài người khiếp sợ thị lực của lăng hàn làm sao sẽ tốt như thế lại qua mấy canh giờ bọn họ rốt cục lên bờ phân tán hành động sau một ngày tới nơi này tập hợp thu thập tất cả vật liệu có thể lợi dụng dương thiết thành nói hắn cất đi hai mảnh vỡ thân tàu miễn cho có người một mình giá thuyền rời đi bỏ những người khác ở lại trên đảo thực lực của hắn mạnh nhất lại là thuyền trưởng vậy tự nhiên do hắn định đoạt hơn nữa cũng khá an toàn bằng không hai cái thuyền kia đặt ở nơi đó những người khác đều sẽ không an tâm la ngộ cùng phạm dũng nhìn lẫn nhau bọn họ trải qua cùng chung hoạn nạn đã kết thành đồng minh hiện tại mọi người phải phân tán hành động bọn họ tự nhiên nhìn chằm chằm lăng hàn đáng tiếc chính là dương thiết thành lựa chọn đồng hành với lăng hàn để cho kế hoạch theo đuôi đánh giết bị phá sản kỳ thực lăng hàn cũng rất đáng tiếc hắn có xích la tỏa địa võng chưa sử dụng ngay cả võ giả đại cực vị cũng không sợ lại nói hắn lấy thất sát chấn hồn thuật tê liệt đối thủ, lại trực tiếp thu vào trong hắc tháp, đối đầu đại cực vị bảo đảm bách phát bách chúng. Hòn đảo này rất lớn, hình hẹp dài, hiện tại bọn họ gần như ở vị trí một phần ba hòn đảo, bởi vậy, bọn họ chia làm hai bộ phận, một bộ phận người về đông, một bộ phận người đi về phía tây. Trên đảo rừng rậm dày đặc, cây cối cao ít nhất trăm trượng, lá cây vô cùng to mọng, bởi vậy, thời điểm đi ở phía dưới, hầu như không có tia sáng có thể thấu xuống, có vẻ rất âm u. Nhóm Lăng Hàn tổng cộng có 6 người, ngoại trừ hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc, còn có Dương Thiết Thành, Ân Nguyên Hương, Phục Thiên và Kim Chí Huy. Rất rõ ràng, Dương Thiết Thành tách tất cả kẻ thù của Lăng Hàn ra. Kim Huynh, người cả ngày ôm kiếm, không cảm thấy mệt sao. Sau khi bọn họ xuất phát, Lăng Hàn cười nói chuyện với thanh niên ôm kiếm. Kim Chí Huy lắc đầu nói, chỉ có lúc nào cũng tâm tình lĩnh hội kiếm, mới có thể đúc ra tuyệt thế bảo kiếm. Đây là một kiếm si sao? Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên ngẩn ra nói, chẳng lẽ Kim Huynh đến từ chú kiếm Sơn Trang, nếu như đổi thành nam tử khác, bị vưu vật như Thủy Nhạn Ngọc nhìn chằm chằm, phỏng chừng sẽ hưng phấn đến loạn tùng phèo, nhưng Kim Chí Huy lại một chút phản ứng cũng không có, chỉ ôm kiếm, thật giống như đây mới là tình nhân hắn yêu tha thiết. Ta xác thực đến từ chú kiếm Sơn Trang, hắn gật đầu nói, có vẻ không hề có lòng dạ gì. Quả nhiên, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, người của chú kiếm Sơn Trang đều họ Kim. Cái gì chú kiếm Sơn Trang? lăng hàn hỏi chú kiếm sơn trang là thánh địa đúc khí nổi danh nhất hợp ninh tinh nhưng sơn trang này chỉ đúc kiếm không đúc bất kỳ loại hình binh khí khác bọn họ chế tạo ra binh khí không chỉ sắc bén kiên cố hơn nữa rất nhiều còn có chứa hiệu quả kỳ diệu thủy nhạn ngọc giải thích mỗi một kiếm khách đều lấy nắm giữ một thanh kiếm của chú kiếm sơn trang mà tự hào châu bò như thế lăng hàn không khỏi cười nói kim huynh sau này nếu ta có vật liệu có thể tìm ngươi đúc kiếm hay không Dương Thiết Thành không khỏi lắc đầu, hắn tự nhiên đã từng nghe nói chú kiếm Sơn Trang, cũng biết người của Sơn Trang này rất quái lạ, rõ ràng nổi danh thiên hạ, nhưng không hề để tâm tiền tài cùng quyền thế, cả ngày chỉ lo đúc kiếm. Nhưng tuy bọn họ yêu thích đúc kiếm, nhưng đúc cho người nào thì phải xem tâm tình của bọn họ, có mấy người trả giá vạn kim cũng vô dụng, có ít người lại được tặng không. Lăng Hàn tùy tiện mở miệng, e sẽ bị Kim Chí Huy từ chối vô tình. Tốt, Kim Chí Huy không chút do dự mà gật đầu nói phốc, Dương Thiết Thành suýt chút nữa phun ra ngoài, không phải nói chú kiếm Sơn Trang mỗi người tính tình cổ quái sao, tại sao thống khoái mà đáp ứng như thế. Kim Chí Huy gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng nói. Có điều, đến hiện tại ta vẫn không có đúc ra một thanh kiếm. Ngoá, chẳng trách hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy, hẳn là một học đồ đi. Lăng Hàn cười to, vỗ vai của đối phương nói. Vậy thì chắc chắn rồi, sau này kiếm của ta liền nhờ ngươi. Trường 1054, hố sụt. Ngươi không sợ ta lãng phí vật liệu sao? Kim Chí Huy kinh ngạc nói, người khác nghe hắn nói như vậy, phỏng trừng đều trực tiếp lắc đầu, dù bận tâm mặt mũi của hắn cũng sẽ chuyển qua đề tài, lặng thinh không nhắc lại việc đúc kiếm. Lang Hàn nói, chỉ vì câu nói kia của ngươi, tâm tình lĩnh hội kiếm, ta liền nhận định ngươi nhất định có thể đúc ra tuyệt thế bảo kiếm. Kim Chí Huy không khỏi kích động, cho dù ở chú kiếm Sơn Trang, hắn cũng không có được một người tán đồng, coi như là phụ thân cũng khuyên hắn đừng nằm mộng ban ngày, chỉ có thanh niên trước mắt này tán đồng hắn. Then chốt là tùy câu tâm tình lĩnh hội kiếm là hắn nói, nhưng hiện tại từ trong miệng Lăng Hàn nói ra, lại để hắn sản sinh cảm giác chi kỳ. "Được, sau này ta nhất định sẽ vì ngươi đúc ra tuyệt thế bảo kiếm." Hắn siết nắm đấm, hai mắt phát ra quang huy, trước hắn vẫn ít lời ít ngữ, nhưng hiện tại lại mở máy hát, coi Lăng Hàn là chi kỳ, không ngừng nói đông nói tây. "Lăng huynh, ta muốn đúc một thanh kiếm mạnh nhất thế gian." Hắn nói như vậy, kiếm mạnh nhất, Lăng Hàn kinh ngạc, cái này không phải là tùy tiện nói một chút, thế gian có chuyện mạnh nhất sao? Sơn ngoại hữu Sơn, chỉ có càng mạnh hơn, từ đâu tới mạnh nhất? Mấy người Dương Thiết Thành cũng lắc đầu, mạnh nhất chỉ là ý nghĩ ngây thơ của tiểu hài tử mà thôi. Kiếm mạnh nhất, Kim Chí Huy gật đầu liên tục, ta nhất định sẽ đúc ra kiếm mạnh nhất, làm sao đúc, Lăng Hàn cảm thấy hứng thú. Kim Chí Huy đầy đầu đều là đúc kiếm, mà hiện tại lại coi Lăng Hàn là chi kỷ, tự nhiên không để ý chia sẻ bí mật nói ta đang nghiên cứu một loại vật liệu, nếu có thể thành công tinh luyện ra, thì có hy vọng đúc ra kiếm mạnh nhất. Phốc, bọn người Dương Thiết Thành xem thường, vật liệu gì trâu bò như thế. Thật có loại vật liệu này, còn có người nghiên cứu sao, đã sớm người cướp sạch. Nhưng Kim Chí Huy căn bản không có nhìn những người này một chút, mà tự nhiên nói. Đây là một loại vật liệu có khả năng tăng lên vô hạn. Người xem, chúng ta chế tạo một thanh kiếm, bất luận tiêu tốn bao nhiêu công phu, nhưng làm sao cũng sẽ bị hạn chế bởi bản thân vật liệu. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, người không thể đem thần thiết cấp một chế tạo thành thần khí cấp 2, bản thân vật liệu quyết định đây là chuyện không thể nào. Có điều, nếu như có thể thành công lấy ra loại vật liệu kia, không không không, phải nói là tinh ví, lại chế tạo thành binh khí, liền có thể tự mình nuốt chửng những tài liệu khác hoặc thần binh khác, từ cấp 1 đến cấp 2, từ cấp 2 đến cấp 3, nắm giữ không gian tăng lên vô hạn. Kim Chí Huy Hưng Phấn nói, nhất thời, bọn người dương thiết thành mở lớn hai mắt, thậm chí miệng muốn nứt ra, bị dọa khiếp sợ rồi. Một thần khí nắm giữ không gian tăng lên vô hạn, đừng nói thực hiện, dù suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả ra đầu, người bình thường sẽ nghĩ tới loại chuyện phi thực tế này sao? Nếu như thật có thần binh như vậy hiện thế, vậy toàn bộ thần giới sẽ bởi vậy phát sinh một hồi biến cách. Lăng Hàn cũng sừng sốt một chút, mới nặng nề vỗ vai của Kim Chí Huy. Kim Huynh, người tuyệt đối là một thiên tài, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kim Chí Huy cảm động, khi hắn nói lý luận này cho tộc nhân, thậm chí phụ thân nghe xong, được đều là chê cười, ngay cả phụ thân coi trọng hắn nhất cũng khuyên hắn từ bỏ ý nghĩ không thiết thực như vậy. Lang huynh, người tin tưởng ta có thể luyện ra kiếm như vậy sao? Hắn hỏi, Lang Hàn khẽ mỉm cười nói, không đi thử một chút, vậy thì thật là một chút khả năng cũng không có. Mà nỗ lực, coi như chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng thành công, nhưng ít ra vẫn có một tia hy vọng. Đúng, 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 Kim Chí Huy gật đầu liên tục, lời này của lăng hàn thực sự là nói đến tâm khảm của hắn để hắn chỉ cảm thấy gặp phải chi kỷ hận không thể móc tim phổi ra hiến dâng nhưng đám người dương thiết thành thì mất đi hứng thú tối cường chi kiếm nghe rất châu bò nhưng nghĩ như thế nào thì cái này cũng là chuyện không thể nào lăng huynh chờ ta đúc thành thần kiếm liền đưa tới cho ngươi kim Chí huy lại nói hắn ham muốn đúc kiếm nhưng không phải kiếm khách trên thực tế hết thảy người của chú kiếm sơn trang đều là chú khí đại sư xuất sắc bởi vì chế tạo binh khí cần không ngừng vung búa Ngược lại không quen sử dụng kiếm. Vậy ta liền chờ mong." Lang Hàn cười nói, Kim Chí Huy nặng nề gật đầu, bởi vì hắn gặp phải bình cảnh, mới sẽ tới nơi này du lịch, chuyển đổi tâm tình tìm kiếm linh cảm, ở trong mấy ngày sinh tử ác chiến này để hắn có vài phần lĩnh ngộ. Nhưng tuy hắn không có từng trải, nhưng bản thân không phải ngu ngốc, liên quan tới điểm này là một chút cũng không có ý tứ lộ ra. Hắn đã quyết định, sau khi trở về liền bế quan khổ tu, chờ xuất quan, nói không chắc hắn đã giải quyết hết thảy vấn đề khó có thể đúc ra thần kiếm mạnh nhất trong lịch sử. Sáu người đi ở trong vùng rừng rậm âm u, nhưng trong chớp mắt, phía trước rộng rãi sáng sủa, hiện ra ánh mặt trời chói mắt, mà sáu người đồng thời bởi vì giật mình mãnh liệt mà há to miệng. Ở phía trước bọn hắn, lại xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn. Cái này thực lớn đến thái quá, gần như chiếm cứ gần một phần ba không gian của toàn bộ hòn đảo, mà sâu thì càng không biết bao nhiêu, vách hố dựng đứng, không có một chút xíu gồ ghề, bóng loáng như gương thật giống như có một cây thông thiên trụ đâm xuống lưu lại một cái hố như thế cái này quá đột ngột bọn họ chân trước còn ở trong vùng rừng rậm nhưng một bước trong lúc đó rừng rậm biến mất liền xuất hiện vách núi như vậy nếu không lưu ý này có thể trực tiếp lao xuống phải biết trọng lực ở vùng thế giới này lớn đến đáng sợ thần khí phi hành cũng không có đất dụng võ một khi rơi vào hố sâu như vậy thì thật không biết còn có thể trở ra hay không hải lý cũng không đáng sợ bởi vì độ dốc của đại hải bằng phẳng người ở đáy biển đi tới luôn có một ngày đi lên bờ nhưng nơi này thì sao ngã xuống có khả năng là vĩnh viễn không ra được tất cả mọi người ở bên vách núi ngó nhìn chỉ thấy phía dưới là một mảnh hắc ám sâu không lường được thật giống như có thể đi về trung tâm của hợp ninh tinh nếu như đúng là vậy thì cường giả tinh thần cảnh ngã xuống cũng phải chết thần hỏa trong tinh cầu tuyệt đối có thể luyện hóa tinh thần cảnh thành cho tàn thời điểm ló đầu xem còn có trọng lực dẫn dắt mọi người vội vã rụt đầu trở về vạn nhất trọng tâm mất khống chế, ngã xuống liền xong đời. chương 1055, Địa Tâm Đảo Dương Đại Nhân, người có nghe nói qua hòn đảo này chưa? Lăng Hàn hỏi, Dương Thiết Thành kinh ngạc, hắn chậm rãi lắc đầu nói. Xấu hổ, tuy Dương ra được xương bá chủ của tinh thần hải, nhưng cũng không biết còn có một hòn đảo như thế tồn tại. Quả nhiên, ngay cả Dương ra cũng không biết, tất cả mọi người trầm mặc trong chớp mắt hòn đảo này bịt kín thần bí. Mà thần bí mặc dù sẽ khiến người ta hiếu kỳ, nhưng cũng tương tự đại biểu cho nguy hiểm không biết. Lăng Hàn chặt đứt một cây đại thụ, sau đó ném vào hố sâu này. Veo, đại thụ hạ xuống, rất nhanh đã biến thành một điểm đen nhỏ, sau đó bị hắc ám trong hố sâu nuốt chừng, không nhìn thấy chút hình bóng, mà rất lâu sau đó cũng không có chuyển đến tiếng va chạm. Phía dưới này không có liên thông với đại hải. Lăng Hàn nói, tất cả mọi người gật đầu, tùy dọc theo đường đi bọn họ có leo núi, nhưng mặt biển tuyệt không thấp như thế, đã sớm nên có âm thanh cây cối va vào hải lý truyền đến. Nếu như tương thông với biển, như vậy tiến vào bên trong tìm tòi, còn có thể tìm được đường nối tiến vào đại hải dưới nước, sau đó lại nghĩ cách lên bờ. Nhưng tình huống bây giờ, sâu như vậy ai dám xuống, quá đáng sợ. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhưng vô dụng, tương tự nhìn không thấy đáy. Ồ, Dương Thiết thành lộ ra vẻ cảnh giới, rất nhanh, năm người Lăng Hàn cũng dồn dập lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn về phía bên trái. Dâm trong vùng rừng rậm đột nhiên đi ra ba người. Không phải La Ngộ, Phạm Dũng cùng Liễu Ánh, mà là ba thanh niên trẻ, phân biệt ngồi ở trên người một con hổ, lang, báo, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ba con mãnh thú này không phải vật thật, mà là dùng kim loại chế thành, nhưng trông rất sống động, phải nhìn kỹ mới có thể biết. Khôi lỗi sư, mấy người dương thiết thành kinh ngạc thốt lên, thần giới có các loại kỳ năng dị sĩ, thường thấy nhất là đan sư địa vị tối cao, bởi vì ngươi không có vũ khí, mua được một khối thần thiết, mình tự dần vật cũng có thể chú thành một kiện binh khí có thể vận dụng. Mà sử dụng lâu dài, ý chí võ đạo bản thân quán chú vào trong binh khí, kỳ thực hoàn toàn có thể trở thành thần khí, hơn nữa còn là thần khí chỉ thuộc về mình. Tại thần giới, thần khí định nghĩa là binh khí bất luận kẻ nào cũng có thể thúc dục, cũng có uy năng thần cấp. Bởi vậy, binh khí được bản thân săn sóc ân cần khác hẳn thần khí, một cái chỉ mình mới có thể dùng, rơi vào tay người khác chính là phế phẩm, một cái khác thì ai cũng có thể sử dụng chỉ cần có đầy đủ lực lượng thôi phát là được bất quá chú khí sư tự nhiên cũng thuộc về kỹ năng dị sĩ bọn họ ở binh khí lạc ấn trận pháp đặc biệt còn có vật chất phức tạp khác uy năng to lớn bởi vậy từ điểm này địa vị của chú khí sư cũng không thấp mỗi một võ giả đều khát cầu một binh khí tiện tay mặt khác chú khí sư còn có thể chế tác hộ giáp để thăng lực phòng ngự chỉ có sống mới có khả năng vô hạn nha ngoài ra còn có trận pháp sư như đại trận của hoàng đô chính là thủ bút của một vị trận pháp đại sư ở hợp ninh tinh có địa vị cao thượng, ngay cả tam đại hoàng chủ thấy cũng thập phần khách khí. nhóm kỳ năng dị sĩ kế tiếp là quần thể thuộc về cực kỳ hiếm thấy, như bói toán sư, tinh tưởng sư, khôi lỗi sư, khôi lỗi sư đem một vật phẩm không có sinh mệnh biến thành như có sinh mệnh. ở trong hoàng đô cũng có thể thấy tác phẩm của khôi lỗi sư, tỉ như một ít mã xa, cước lực không phải là yêu thú mà là khôi lỗi. này tập hợp chú khí, trận pháp, thậm chí còn có đan đạo, hết sức phức tạp. bởi vậy số lượng khôi lỗi sư rất ít ỏi, những mã xa khôi lỗi trong hoàng đô kia cũng không phải là tác phẩm đương thời, mà là không biết bao lâu trước đây bảo tồn xuống. Bây giờ, thấy trên đảo đột nhiên xuất hiện ba người cưỡi khôi lỗi thú, đám người dương thiết thành tự nhiên kinh ngạc. Đây là một hoang đảo, còn có một cái hố kinh người, thậm chí lại xuất hiện khôi lỗi sư, quá cổ quái. Ha 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 ha, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có khách nhân lên đảo. Thanh niên cưỡi hổ mở miệng, trước cảm giác được động tính, còn tưởng rằng cơ quan điều xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lại thật có khách. Dương Thiết Thành làm thuyền trưởng, tự nhiên phải dẫn đầu, ôm quyền nói. Chúng ta gặp tai nạn trên biển, trôi nổi tới nơi này, còn xin chỉ giáo, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Nơi này là địa tâm đảo, thanh niên cưỡi hổ cười nói, hắn chỉ chỉ cái hố sâu bên cạnh kia. Chúng ta gọi nơi này là địa tâm động, có người nói có thể đi thông trung tâm đại địa. Được rồi, tại Hạ Quách Tu Văn, hai vị này đều là sư đệ của ta, Ninh Thái, Đồng Ngọc Long gặp qua mấy vị, Ninh Thái và Đồng Ngọc Long đều ôm quyền hành lễ. Đám người lăng hàn cũng đều nói lên tính danh, tự giới thiệu. Nguyên lai like mấy vị gặp phải yêu thú tập kích, đụng hư đội thuyền, mới có thể trôi nổi đến tận đây. Quách Tu Văn gật đầu nói: Bồn đảo là một nơi ẩn cư, người trên đảo cũng không có ý vào Hồng Trần, mà là nam canh nữ dệt, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Các vị, trước hết mời đến trong thôn trang chúng ta nghỉ ngơi một chút. Chúng ta nhìn xem có thể chế tác cho chư vị một chiếc thuyền để các vị ly khai hay không." Ninh thái tiếp lời nói, "Bất quá, chúng ta đã quen yên tĩnh, xin các vị bảo mật vị trí của bổn đảo, không nên tiết lộ ra ngoài, phá hư sinh hoạt bình tĩnh của chúng ta." Đồng Ngọc Long cũng nói, "Bọn người Dương Thiết Thành gật đầu, chúng ta còn có ba đồng bạn, tuy Dương Thiết Thành không thích la ngộ cùng Phạm Dũng, nhưng làm thuyền trưởng, hắn còn có trách nhiệm." "Đã biết, chúng ta còn có hai vị sư đệ đã chạy tới." chờ đến trong thôn trang sẽ hội hợp. Quách Tu Văn cười nói, Dương Thiết Thành gật đầu, các vị, xin theo chúng ta đến đây đi. Quách Tu Văn dịch động con hổ, chậm rãi đi về dưới chân núi. Chúng nhân một đường theo sau, đi gần nửa canh giờ, lúc này mới xuyên qua tầng tầng rừng rậm, tiền phương xuất hiện một sơn cốc, vách núi thẳng đứng, bốn bề toàn núi, chỉ có một lối vào cực hẹp. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trong lòng lăng hàn hiện lên một ý niệm như vậy, chỉ cần có một gã cao thủ tỏa chấn, bên ngoài dù là thiên quân vạn mã cũng đánh không vào. Đồng dạng, chỉ cần có một cao thủ chặn ở trong, người bên trong cũng không ra được. Lối vào không có người trông coi, mà chỉ có hai tượng đá, một con là nhện tám chân, một con là đại điều, có thể thấy móng vuốt khỏe mạnh, còn lớn hơn cánh tay người. chương 1056, chỗ cổ quái. Bọn họ tiến nhập sơn cốc, nhất thời, trong cốc rộng mở trong sáng, như bức họa xinh đẹp. Ở đây, đồng ruộng khối khối, quay chung quanh thành vòng, mà trung gian là một thôn trang rất lớn, tiểu kiều, nước chảy, người ta, tràn đầy phong cảnh biển viên. Bỗng nhiên thấy một màn như vậy, sẽ cho người quên hết chiến đấu tàn khốc, quyền lực huyết tinh, chỉ còn lại có thả lỏng cùng giải thoát. Thực sự là địa phương tốt, Dương Thiết Thành nói, ba vị, không biết ngày sau ta có thể ở đây dưỡng lão hay không. Quách Tu Văn cười ha hả nói, nếu Dương Huynh quyết định thoái ẩn mà nói, có gì không thể. Nhưng ta nhắc nhở mấy vị, sau khi đi tới nơi này, xin quên thân phận võ giả của mình, ở đây chúng ta nghiêm cấm ẩu đả, mặc kệ ngươi là tinh thần cảnh hay phá hư cảnh, ở đây cũng chỉ là nông phu, dệt nương. Tất cả mọi người gật đầu, mỗi một chỗ đều có quy tắc riêng, Cường Long không áp địa đầu xà, huống hồ bọn họ còn là ăn nhờ ở đậu. Trong đồng ruộng, có thể thấy có người cày ruộng, có người cấy mạ, dáng rất bận rộn rồi lại nhàn nhã. Bọn họ đi qua đồng ruộng, tiến nhập thôn trang, trên đường có vài người đi đường, phần lớn người đều ở trong phòng có tưới hoa, có phơi nắng, còn có khói bếp bay lên, có vẻ yên tĩnh không gì sánh được. Người nơi này đều thích an tĩnh, nên xin mọi người không nên quấy rầy người khác, mọi người đi tới nơi này, thì quên thân phận cũ đi. Quách Tu Văn nhắc nhở, lại đi một lúc, bọn họ đi tới trung tâm thôn, này là một trang viên diện tích cực lớn, không sai biệt lắm là một phần ba cả thôn trang, lấy tường vây xây thành vòng. Đại môn mở rộng, đi vào chính là một cái sân rất lớn, được lát gạch, có điểm như luyện võ trường, nhưng không ai đang luyện võ. Các vị, ta an bài các người ở đây trước, gia sư thích chế tác chút vật ly kỳ cổ quái, một lần có khi chừng mấy ngày, nên cần chờ thêm chừng mấy ngày mới có thể dẫn kiến." Quách Tu Văn áy náy nói, "Tất cả mọi người nói không sao, nếu không đạt được trợ giúp mà nói, bọn họ ở trên nội hải minh mông, không biết sẽ trôi nổi bao lâu mới có thể trở về đến tuyến đường an toàn của Dương gia, bởi vậy cũng không thèm để ý ở chỗ này chờ mấy ngày." Quách Tu Văn dẫn bọn họ đi tới khu vực bên trái của trang viên nơi này có rất nhiều tiểu viện, nhất nhất phân phối cho mọi người, mà sau khi an bài xong, La Ngộ, Phạm Dũng, Liêu Oánh ở dưới sự hướng dẫn của hai thanh niên đi đến. Hai thanh niên đều là sư đệ của Quách Tu Văn, một người tên Thôi Đức, một người tên Bộ Chính Vân. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc ở trong một viện, ngược lại có hắc tháp, bọn họ cũng không thèm để ý hoàn cảnh. Lúc này, sắc trời cũng tối xuống, rất cổ quái, Lăng Hàn nói, nơi nào cổ quái, Thủy Nhạn Ngọc lấy ra một cái ghế che ngồi xuống, hưởng thụ an tĩnh kinh người này ở đây chỉ có tiếng gió tiếng lá cây yên tĩnh tường hòa để cho nàng quên hết phân tranh ta nói thê tử người có phải ở hoàng đô ở đến choáng váng hay không lang hàn cười nói không muốn nói chuyện với đồ lưu manh thủy nhạn ngọc nhắm hai mắt lại giả vờ không quan tâm lang hàn cười hắc hắc đi tới một tay chộp lấy nàng lên tự mình ngồi xuống trước tiếp đó ôm nàng vào trong lòng không chút khách khí bắt đầu thám hiểm ngô thủy nhạn ngọc phát sinh tiếng rên rỉ thẹn thùng người kia thật xấu hiện tại nhược điểm của mình bị hắn sở đến nhất thanh nhị sở trong nháy mắt là có thể tan dã dạ ý chí của nàng để cho nàng trầm mê trong cảm giác ấy thê tử ở đây hình như lại lớn một chút lang hàn ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói có phải là công lao của ta hay không thủy nhạn ngọc buồn bực liếc hắn một cái còn không phải hắn thích thưởng thức còn công lao phi đồ lưu manh lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra nàng giả vờ rụt rè Lăng Hàn đâu chịu lui binh, chiếm cứ hai ngọn núi, còn không ngừng đổi đi đổi lại, ý tứ là mưa móc đều dính, đối xử bình đẳng, miễn cho một cái lớn một cái nhỏ, ảnh hưởng mỹ quan. Mỗi lần nói như vậy dĩ nhiên sẽ đổi lấy bạch nhãn của Thủy Nhạn Ngọc, cầm nắm tay đập hắn. Thề tử, người thật không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng sao. Lăng Hàn hôn gáy ngọc tuyết trắng của nàng, mùi thơm sông vào mũi, tuyết cơ bóng loáng non mịn, vô luận là xúc cảm hay hôn cảm, đều là tuyệt không thể tả. Thủy Nhạn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân tê tê, tâm lý càng có loại ai thán, nhiều lần bị đồ lưu manh này đùa giỡn, nàng còn có thể rụt rẻ bao lâu, sợ rằng rất nhanh sẽ nhấc tay đầu hàng, chủ động cùng đồ lưu manh này cộng độ đêm xuân. Nàng sẵn giọng, ngươi lộng ta như thế, ta làm sao có thể suy nghĩ. Trong lòng lang Hàn không khỏi rung động nói, cái từ lộng này nói rất hay, khiến cho Vi Phu đột nhiên rất muốn cùng ngươi tiến thêm một bước, tham thảo ý nghĩa của cuộc sống. Đồ lưu manh, công lực mắng chửi người của thủy nhạn ngọc hiển nhiên không có gì tăng trưởng chỉ là từ hai chữ biến thành ba chữ ý nghĩa gần như không thay đổi lăng hàn cười ha ha người ở hoàng đô quá lâu không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm cũng phải hoàng đô càng nhiều chính là quyền lực đấu đá người cũng không có tư cách đi vào nói như người cái gì cũng hiểu vậy thủy nhạn ngọc vội vàng nắm được tay của lăng hàn người kia lại muốn cởi y phục của mình quá lưu manh lăng hàn nhẹ nhàng sờ ở trên ngọn núi của nàng liền tan giả chống lại của vưu vật này, hắn thưởng thức thân thể mỹ lệ của thủy nhạn ngọc, trắng giống như ngọc, như ngà voi điêu khắc ra, đẹp không sao tả xiết. Thê tử, người không cảm thấy ở đây an tính có chút quỷ dị sao? Nơi nào quỷ dị, thủy nhạn ngọc gần như lầm bầm nói, gió nhẹ thổi qua, tóc của nàng khẽ dơ lên. Nước da như ngọc ở dưới ánh trăng chiếu xuống phản xạ ra quang trạch mỹ lệ, kinh động tâm phách. Từ khi chúng ta tiến nhập thôn trang, không ai liếc mắt nhìn chúng ta một cái cả. Lăng Hàn nói người ta không phải đã nói rồi sao sau khi đi tới nơi này tất cả mọi người buông xuống thân phận chỉ hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh thủy nhạn ngọc cũng không cho là đúng lang hàn cười cười nói hưởng thụ sinh hoạt bình tĩnh là một chuyện nhưng chỗ ở của ngươi đột nhiên tới một đám người xa lạ ngươi chỉ ít cũng phải quan tâm một chút chứ tuyệt đối không có khả năng làm như không thấy thủy nhạn ngọc hơi kinh hãi chợt mở đôi mắt đẹp lại phát hiện trên thân mình đã bị bóc sạch sẽ đồ lưu manh đang thưởng thức núi non trùng điệp điệp cao phong thâm cốc của nàng, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vã kéo quần áo qua che lại. chương 1057, đảo chủ bùi tể thượng. Chỉ là mỹ cảnh như vậy làm sao có thể chống đỡ được, ngược lại thành nửa mở nửa che, càng thêm mê hoặc, để lăng hàn liên tục nuốt vài ngụm nước bọt, có xung động muốn ôm vư vật này vào phòng trinh phạt. Bất quá, hiện tại Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ là xấu hổ một chút mà thôi, dù sao bị lăng hàn chiếm tiện nghi nhiều, nàng cũng có chút quen rồi. Nàng gật đầu nói, Quả thật có chút cổ quái. Còn có, lang hàn nghiêm mặt nói. Người có phát hiện không, trong thôn này không có một đứa bé. Ta xem qua, ở đây không chỉ là lão nhân, tương phản, có thật nhiều là thanh niên. Buông tranh đấu, lòng háo thắng. Cũng không có nghĩa là ngay cả cái kia cũng buông xuống. Người nói, ban ngày chúng ta cầy ruộng, buổi tối không y y a a còn có thể làm gì. Thủy nhạn ngọc nới rộng cái miệng nhỏ nhắn, thực sự là kinh rồi. Này làm cho nàng có chút mau cốt tủng nhiên làm sao thoáng cái lại nhảy tới chuyện kia này là tư duy ăn khớp thế nào a à? quả nhiên bản tính lưu manh không có gọi sai hắn nhưng nàng suy nghĩ lại một chút lại thấy lăng hàn nói rất có đạo lý một thôn trang bình hòa tại sao không có tiểu hài tử trốn đào nguyên chân chính chắc là thanh niên làm ruộng ngoài đồng lão nhân ngồi ở trong sân mà tiểu hài tử thì ở trong thôn chơi đùa mới phải đồ lưu manh người có thể chứa lộn xộn hay không mò đến ta không có biện pháp suy nghĩ thủy nhạn ngọc nhịn không được sẵn giọng bàn tay của người này một mực ở lồng ngực của mình tàn sát bừa bãi để cho nàng tâm hoảng ý loạn vuốt lương tâm mà nói ta chỉ là muốn để đôi tỉ muội này nhanh lớn lên một chút mà thôi lăng hàn một bên cầm lấy ngực của đối phương một bên nghiêm nghị nói không vô xỉ thủy nhạn ngọc sắp muốn té xỉu tại sao mình tìm được nam nhân không đáng tin cậy như thế lăng hàn cười ha ha một tiếng cuối cùng chịu thu binh nói chờ đêm khuya vắng người ta chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý thủy nhạn ngọc lại càng hoảng sợ cho là người này rốt cuộc nhịn không được muốn ăn mình kỳ thực nàng cũng có giác ngộ chỉ là nữ nhân nha làm sao cũng phải rụt rè một chút lăng hàn sửng sốt lắc đầu nói ngươi cái nữ nhân này đầy đầu là nghĩ cái gì a à? ta là nói chờ đêm khuya vắng người chúng ta đi một vòng nhìn tình huống thủy nhạn ngọc thế mới biết hiểu lầm lăng hàn không khỏi đỏ mặt nhưng thấy lăng hàn cười xấu xa liền biết người này tuyệt đối là cố ý để cho mình hiểu sai, nhịn không được nặng nề nhéo hông của Lăng Hàn một cái. Thối lưu manh, hai người lại ân ái một hồi, cuối cùng khó hòa giải đứng lên, thu thập quần áo một chút, tiếp đó lặng yên ra cửa. Di, đã trễ thế này, hai vị còn muốn đi đâu? Bọn họ vừa đi ra biệt viện, chỉ thấy Thôi Đức cưới một con bạch tượng từ trong bóng tối đi ra, con bạch tượng này dĩ nhiên cũng là khôi lỗi, chiều cao hai trượng, mũi cuốn lên trên, trong bóng đêm để người rất khó phân biệt thật giả cảnh sắc nơi này tốt, lại an tĩnh như vậy, muốn đi tản bộ một chút. Lăng Hàn nói, ha ha, người nơi này đều thích an tĩnh, nhất là buổi tối, quấy dày người khác nghỉ ngơi cũng không tốt. Thôi Đức lắc đầu, hai vị, còn là mau đi về nghỉ đi. Tay của Thủy Nhạn Ngọc hơi run lên, muốn tế xuất thần kiếm, nhưng Lăng Hàn ôm lấy nàng, bàn tay hơi căng thẳng. Nàng đã cùng Lăng Hàn tạo thành ăn ý, biết đối phương đây là muốn nàng nhẫn nại. Được, chúng ta trở lại. Lăng Hàn cười nói, quay nhìn Thủy Nhạn Ngọc khẽ lắc đầu. Có quỷ, quá khả nghi, trở lại tiểu viện, Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói. Lăng Hàn gật đầu nói, thê tử anh Minh, Thủy Nhạn Ngọc buồn bực liếc hắn một cái nói. Ngươi là đang lấy le mình dự kiến trước sao? Tất cả thành tích của ta đều không ly khai thê tử chăm sóc dạy bảo, ngươi không phải là sư phụ của ta sao? Lăng Hàn cười nói, khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc không khỏi đỏ hồng, mình quả thật làm lão sư của Lăng Hàn, kết quả hiện tại lại sắp bị Lăng Hàn lộng lên giường tuy hai người không phải là quan hệ thầy trò mà chỉ là sư sinh nhưng vẫn để cho nàng nghĩ đến chỉ biết ngượng ngùng thôi đức rõ ràng không muốn chúng ta đi điều tra bằng không chiếu theo lời của hắn người nơi này đã quen nghỉ ngơi sớm sao hắn lại có thể đêm hôm khuya khoác thủ ở nơi đó rõ ràng chính là đang giám thị chúng ta lăng hàn gật đầu nói đáng tiếc con người của ta trời sinh hiếu kỳ càng không muốn để cho ta biết ta hết lần này tới lần khác muốn biết lần này thủy nhạn ngọc ủng hộ lăng hàn nói chúng ta chờ một chút lại chạy ra ngoài sao không đi ngủ lang hàn cười nói thủy nhạn ngọc phát điên tư duy của ngươi lại bắt đầu chuyển mặt sao lang hàn hôn nàng một cái nói ngày đầu tiên là lúc lòng hiếu kỳ của chúng ta lớn nhất cũng là lúc đối phương cảnh giác mạnh nhất ta nghĩ năm người trên đảo hẳn đều đang coi chừng chúng ta trừ khi chúng ta dự định lập tức xé rách mặt với bọn họ bằng không tối nay là tuyệt đối không thể đi ra vậy chờ ngày mai thủy nhạn ngọc hỏi hành sự tùy theo hoàn cảnh Lăng Hàn nghiêm mặt nói, sơn cốc này dễ thủ khó công, ra vào đều chỉ có một đường, là một hiểm địa thiên nhiên, bọn họ đương nhiên đã chủ động nhập hủ, tuyệt không thể xung động lỗ máng. Ừ, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, trên quyền chủ đạo, nàng càng ngày càng có khuynh hướng do Lăng Hàn quyết định. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ tiến nhập hắc tháp, Thủy Nhạn Ngọc tu luyện, mà Lăng Hàn thì tiếp tục luyện chế thiên cơ đan, hắn nhất định phải mau chóng luyện chế ra loại đan dược này. Đến lúc đó, không chỉ có thể để tu vi của hắn tăng tiến, còn có thể mang đến tài nguyên vô tận. Tu luyện không thể ly khai kim tiền, mới đầu là vàng bạc, sau là nguyên tinh, hiện tại biến thành chân nguyên thạch, nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Cả đêm này, Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn cách thành công càng ngày càng gần. Hai người ra hắc tháp, ăn xong điểm tâm, liền ra sân. Đám người Dương Thiết Thành có chút ngủ một giấc ngon, tinh thần thoải mái, có chút thì còn lộ ra vẻ mệt mỏi dã rời, hiển nhiên tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Dù sao như Dương Thiết Thành Phạm Dũng đều có kinh nghiệm phong phú, biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ, tuyệt không thể dễ tin người khác. Tương phản, đám người Kim Chí Huy thì khuyết thiếu cảnh giác phương diện này, ngày hôm qua ngủ rất ngon. Bọn họ gom lại, la ngộ, Phạm Dũng đều không che giấu sát cơ với Lăng Hàn chút nào, chỉ là bây giờ bọn hắn còn ăn nhờ ở đậu, lại có Dương Thiết Thành ở đây, mới không có dám ra tay với Lăng Hàn. Trường 1058, Đảo Chủ Bùi Tể Hạ Các vị, thật là xảo, Ngày hôm nay gia sư vừa khéo xuất quan, muốn gặp chư vị. Quách tu văn đi tới, đương nhiên vẫn cưỡi khôi lối hổ, hình như không có đồ chơi kia hắn sẽ không bước đi à. Nhưng về phương diện khác, khôi lỗi có thể coi là thần khí sống lại của mình, đối phương cả ngày cưỡi khôi lỗi đi, có phải đã cẩn thận với bọn họ hay không? Ha ha, vậy nhất định phải bái phòng đảo chủ đại nhân. Tất cả mọi người cười nói, gia sư là khôi lỗi sư cực kỳ cao minh, am hiểu chế tác các loại vật ly kỳ cổ quái có gia sư tương trợ mà nói, nhất định có thể chế tác một chiếc thuyền ưu tú, đưa các vị an toàn ly khai. Quách Tu Văn nói, những lời này đánh vào trong tim mọi người, mỗi người bọn họ cũng không có dự định thoái ẩn Sơn Lâm A. Ở dưới sự hướng dẫn của Quách Tu Văn, bọn họ đi tới trong đại sảnh, này là một phòng khách, dài chừng hơn 10 trượng, cao tới 5 trượng, giống như một điện phủ vậy. Ở cuối đại sảnh, một lão giả đang ngồi, hẳn là sư phụ của năm người Quách Tu Văn. Lão giả này rất cao to, cho dù ngồi cũng cao gần bằng người gần như có thể so tài với dương thiết thành lão phu bùi tể lão giả cũng không có đứng lên chỉ hướng mọi người gật đầu tiếp đó cười nói không phải lão phu thất lễ mà là hai đùi của lão phu sớm đã không còn không tiện đứng lên hắn sóc trường bào quả nhiên hai cái đùi đã không còn không sao chúng nhân vội vàng lắc đầu bùi tể nói lão phu đã biết tao ngộ của các vị vừa khéo trong tay lão phu có chút tài liệu sẽ phí vài ngày thời gian làm cho các vị một cái thuyền nhỏ Ngắn thì 5 ngày, lâu thì 10 ngày Làm xong liền sẽ thông báo cho các vị Ở trong mấy ngày này, mọi người nghỉ ngơi thật tốt Hưởng thụ một chút sinh hoạt an tĩnh A à. Tạ ơn đảo chủ, tất cả mọi người đại hỷ Đây chính là một vị khôi lỗi sư Tất nhiên sẽ là diệu thủ Bùi tề gật đầu Nếu như mấy vị có hứng thú với chế tác khôi lỗi Có thể nói chuyện với các đồ đệ của Lão Phu Lão Phu cũng hy vọng đem môn kỹ thuật này phát dương quang đại để càng nhiều người học được hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hỉ. Khôi lỗi thuật không khác tuyệt học võ đạo, thuộc về bí bảo. Nhưng bùi tể cư nhiên nguyện ý lấy ra chia sẻ, phần ý chí này thực sự là rộng đến để người khiếp sợ. Ngay cả Thủy Nhạn Ngọc cũng có chút nghi ngờ, có phải mình và Lăng Hàn quá đa nghi hay không, người như vậy sao có thể là người xấu. Bùi tể lại cùng mọi người hàn huyên một chút, nhưng đều là chuyện trên trời dưới đất, rất nhanh hắn liền nói không muốn lãng phí thời gian, muốn bắt đầu chế tạo thuyền. Chúng nhân tự nhiên mừng rỡ, đều xin cáo lui. Các vị, nếu như có hứng thú với chế tác khôi lỗi, có thể đến tìm sư huynh đệ chúng ta, chúng ta sẽ luân phiên thảo luận cùng các vị, chỉ cần các vị có thiên phú, chúng ta tuyệt sẽ có gì nói nấy. Quách Tu Văn cười nói, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, biểu thị sẽ đi bái phỏng bọn họ. Lăng Hàn không có ham nhiều, hiện tại hắn đã là đan võ song tu, đồng tu hai đạo cũng làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm, Huống chi còn thêm một môn khôi lỗi thuật Mà hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc lực lượng của mình Khôi lỗi lại mạnh đó cũng là ngoại vật Không giống đan đạo Luyện ra đan ít nhất là dùng để tăng cường bản thân Thủy nhạn ngọc muốn kiến thức một chút Nhìn xem mình có thiên phú phương diện này hay không Lại bị lang hàn ngăn trở Hắn không có yên lòng chỗ này Hai người tốt nhất không thể tách ra Để tránh khỏi ngoại ý Hắn lôi kéo thủy nhạn ngọc ra thôn trang Bây giờ đối phương còn có lý do gì ngăn bọn họ trong trang viên sao Lăng Huynh và Thủy Cô Nương muốn đi ra ngoài sao? Khi bọn hắn đi tới cửa trang viên, chỉ thấy bộ chính vân cưới một con hắc vượn đi tới, để Lăng Hàn hoài nghi, những người này có phải cũng giống như bùi tể không có hai chân hay không? Bằng không sao suốt ngày cưới vật chứ? Đúng nha, đi ra ngoài một chút, khó được nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Lăng Hàn cười nói, ha ha, ta bồi hai vị đồng thời đi. Mặc kệ Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc có nguyện ý hay không, bộ chính vân hiển nhiên là quyết theo bọn họ. Dùng hắn nói, thân là chủ nhân đương nhiên có nghĩa vụ phải bồi khách nhân, giới thiệu cho khách nhân. Hắn cùng hai người lăng hàn, vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, hắn đều nhắm mắt theo đuôi, có thể coi như là rất nhiệt tình, cũng có thể coi như là đang giám thị. Lăng hàn vốn muốn đi vào các gia đình trong thôn nhìn, nhưng chỉ cần hắn lệch chủ đạo, bộ chính vân sẽ ngăn cản, lấy lý do người nơi này không thích bị quấy dày, ngăn cản bọn họ đi qua, thậm chí cũng không cho phép hai người nói chuyện với người đi đường. Giấu đầu hở đuôi, ngược lại làm cho Lăng Hàn càng thêm sinh nghi. Bất quá, bởi vì còn không có dự định trở mặt, Lăng Hàn cũng không có áp dụng hành vi quá kích, nên ở bên ngoài đơn giản dạo qua một vòng liền trở về trang viên. La Ngộ, Phạm Dũng đều đi tìm Quách Tu Văn học tập khôi lỗi thuật, vạn nhất bọn họ thực sự là thiên tài phương diện này, học được kỹ thuật, trở lại Hoàng Đô mà nói, địa vị của bọn họ tuyệt đối có thể đi lên một tầng. Một cái có thể ở trong gia tộc thu được địa vị hết sức quan trọng, một cái khác thì không cần đi theo triệu luân lăn lộn, có thể độc ngăn một mặt, có tư cách thành lập thế lực của mình. Nên hai người bọn họ rất tích cực, mới đầu liêu oánh hình như không có hứng thú, nhưng sau lại tựa hồ động lòng, liên tiếp xuất môn. So sánh với đó, Dương Thiết Thành chỉ một lòng muốn trở lại, trong mắt Kim Chí Huy chỉ có đúc kiếm, ân nguyên hương thì du rú trong nhà, vẫn luôn không hợp đàn, Phục Thiên thì ngoài sự tình tu luyện thì hoàn toàn không có hứng thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, La Ngộ, Phạm Dũng, Liêu Ánh đều không trở lại, hình như học khôi lỗi thuật học đến nghiện, Đến ngày thứ bảy, Quách Tu Văn qua mời Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đi xem xét khôi lỗi gần đây hắn chế thành. Lăng Hàn không có hứng thú học tập khôi lỗi thuật, nhưng đối với tác dụng của khôi lỗi lại rất tò mò, bởi vậy, hắn liền vui vẻ đáp ứng, cùng Thủy Nhạn Ngọc đi đến chỗ của đối phương. Ở đây có tất cả hai cái xưởng một lớn một nhỏ, xưởng nhỏ là nơi tư nhân của Bùi Tể, ngay cả nam đồ đệ của hắn cũng phải lấy được đặc chuẩn mới có thể đi vào, lớn thì ở nơi này. Chương 1059, khôi lỗi ác ý. Bùi Tề ở đây dạy sư huynh đệ bọn hắn chế tác khôi lỗi. Bình thường bọn họ cũng luyện tập ở đây. Sưởng bị phân chia thành mấy căn phòng, hiệu quả cách âm rất tốt, bằng không một bên leng keng, người khác còn có thể an tĩnh nghiên cứu sao? Chế tác khôi lỗi, từ tuyển chọn nguyên vật liệu đến khắc trận văn, bổ sung chân nguyên thạch đều rất chú ý. Quách Tu Văn vừa đi vừa giới thiệu, hắn dẫn hai người lăng hàn tới một gian phòng. Này là địa bàn thuộc về hắn. Địa phương rất lớn, bốn phía bày đầy các loại tài liệu cùng công cụ mấy ngày nay ta đang chế tác một nhân hình khôi lỗi không sai biệt lắm đã đến giai đoạn cuối cùng lần này hắn không có cưới hổ hình khôi lỗi nhưng vẫn đi theo bên người hắn chỉ nhìn từ phía sau lưng cùng hổ thật hoàn toàn không có khác nhau nhưng nhìn từ chính diện hai con mắt rõ ràng quá giả khảm vào hai viên bảo thạch màu đỏ mà không phải là mắt thật hắn chỉ vào một khôi lỗi bộ dáng nhân hình trên mặt lộ ra biểu tình si mê cả người khôi lỗi quấn lấy băng vải trắng bởi vậy chỉ có thể nhìn ra hình người còn là dùng tài liệu gì làm thành, vậy thì hoàn toàn không thể biết. Khôi lỗi sư thành tựu chính là chế tạo ra khôi lỗi lấy giả đánh cháo. Hắn vuốt ve bán thành phẩm, lộ ra vẻ hưng phấn nói: "Hai vị, kính xin thưởng thức." Hắn xé ngực của khôi lỗi ra, bên trong trống rỗng, có thể tinh tường thấy 12 đôi xương sườn, nhưng không phải bạch sắc mà là đạm kim sắc. Đầu khớp xương đều trải qua xử lý đặc thù, sánh ngang thần thiết cấp 1, đẳng cấp nguyên vật liệu của khôi lỗi bất đồng, đẳng cấp thần thiết cũng sẽ bất đồng nhưng bình thường, dùng thần thiết cấp 3 là đủ rồi. Quách tu văn một bên xử lý thật nhanh, một bên giải thích cho hai người lăng hàn. Chú ý, trên mỗi một cây xương đều có trận văn, này rất then chốt, dù sao đây không phải là sinh mạng thể, chỉ có dựa vào trận văn mới có thể kích hoạt mỗi một bộ phận, còn phải đồng bộ, bằng không nắm tay huy ra, nhưng chân lui về phía sau, này tự nhiên là không được. Quách tu văn hăng hái bừng bừng, cũng không quản hai người lăng hàn có nghe hiểu hay không, có hứng thú hay không, hắn chỉ nói tự nhiên như thế. Một bước cuối cùng, chính là bỏ vào chân nguyên thạch, kích hoạt trận văn. Hắn mang tới hơn 10 khối chân nguyên thạch, tiếp đó nói với Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Tiểu Thư, có muốn tự mình bỏ vào chân nguyên thạch, đến kích hoạt khôi lỗi này không? Thủy Nhạn Ngọc vội vàng lắc đầu, tuy nàng biết đây chỉ là một đạo cụ, nhưng có quan niệm người này, nàng tự nhiên nghĩ cách làm như thế thập phần ác tâm. Quách Tu Văn cười hắc hắc, cũng không có khuyên nữa, mà chỉ nói. Vô luận tồn tại cường đại dường nào, đều có lúc biến mất, mà vô luận nữ nhân Mỹ lệ ra sao, cũng sẽ có thời khắc điêu linh. Hắn nhét chân nguyên thạch vào trong bụng khôi lối, tiếp đó nhìn chằm chằm thủy nhạn ngọc, nhãn thần thay đổi đến lửa nóng. Thủy tiểu thư, người xinh đẹp mê người như vậy, dung nhan như vậy, thân thể như vậy, hẳn là vĩnh viễn dừng lại, mà không nên giả yếu, bằng không sẽ là một loại uổng phí. Này không quan hệ tới quách huynh đi, lang hàn chen lời nói, ha ha, thất thố, thất thố, quách tu văn vội vàng xin lỗi, một bên đóng lại ngực của khôi lỗi. Hiện tại, mời thưởng thức đi, hắn lui ra phía sau một bước, lộ ra biểu tình cuồng nhiệt. Ông, khôi lỗi này chợt mở mắt, tiếp đó đứng lên, tựa hồ nó có chút mờ mịt, lấm lét nhìn trái phải. Trong địa tâm động, cách chừng một năm, sẽ giật tán ra một loại vật chất, chúng ta xưng là thần vụ, dùng thần vụ vào trong khôi lỗi, sẽ kích thích ra hiệu quả không tưởng được, tỉ như. Quách Tu Văn lại nói, khôi lỗi kia chợt theo dõi lăng hàn, ánh mắt không dao động nữa, ở trong khe hở băng vải, có thể thấy cặp mắt kia tản ra quang mang như ác lang. A, à, nhân hình khôi lỗi phát sinh tiếng hô trầm thấp, dưới chân đạp một cái, chợt vọt tới Lăng Hàn. Bộc phát ra tốc độ thật nhanh, một tay của nó lộ ra, có thể thấy hai ngón tay không bị băng vải bao bọc như kim trúc, đầu ngón tay lợi hại không gì sánh được, tản ra quang chạy u hàn. Lăng Hàn không sợ, một quyền đón nhận, thình thịch, đối oanh một cái, Lăng Hàn không khỏi rút lui vài bước, khôi lỗi kia chỉ khẽ run lên, thân hình ổn định lại, lại công qua lang hàn sơn hà cảnh đại cực vị trung kỳ thậm chí hậu kỳ lang hàn ước định phát động trọng lực thần văn khôi lối kia nhất thời lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống nhưng lang hàn cũng nhướng mày cảm giác cố hết sức đối phương chỉ là đại cực vị lại làm cho hắn sản sinh cảm giác cật lực nguyên nhân chỉ có một đó chính là đối phương quá nặng hiệu quả trọng lực đồng dạng tác dụng ở trên một tảng đá cùng một ngọn núi tiêu hao lực lượng tự nhiên là hoàn toàn bất đồng nghĩ đến lời của quách tu văn khung xương của khôi lỗi đều là do thần kim gia trì, trọng lượng khẳng định kinh người. Lăng Hàn không hiểu, vì sao khôi lỗi này sẽ công kích mình, rõ ràng không nhìn thấy quách tu văn ra lệnh. Oanh, 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 khôi lỗi không ngừng oanh kích, tựa hồ nhất định phải dồn Lăng Hàn vào chỗ chết. Dừng tay, mau bảo nó dừng tay, Thủy Nhạn Ngọc nhìn quách tu văn kêu lên, nàng cũng không lo lắng Lăng Hàn an toàn, chỉ cần không thể miểu sát lưu manh này, lấy lực khôi phục của hắn chính là tồn tại không chết nhưng người nào thích bị người công kích chứ quách tu văn cười nói thủy tiểu thư ta không có hạ lệnh công kích hoàn toàn là khôi lỗi kia tự chủ trương điều này sao có thể thủy nhạn ngọc cả giận nói khôi lỗi này là ngươi luyện chế nếu không phải ngươi hạ lệnh sao nó sẽ ra tay công kích thủy tiểu thư ngươi đã quên trước đó ta đã nói sao quách tu văn không chút khó chịu nói địa tâm động sẽ phiêu giật ra một loại vật chất thần bí dung nhập nó vào trong khôi lỗi sẽ sản sinh tác dụng phi thường chỉ như cái gì?" Thủy Nhạn Ngọc tỉnh táo lại, lăng hàn và khôi lỗi chiến đấu thập phần kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại, bởi vậy nàng cũng không nóng nảy. Quách Tu Văn lộ ra nụ cười quỷ dị nói, "Nói thí dụ như, tài liệu sẽ bảo lưu một bộ phận ký ức." Thủy Nhạn Ngọc không giải thích được, bảo lưu một bộ phận ký ức là có ý gì? Lại cùng công kích lăng hàn có quan hệ gì? Trong lòng lăng hàn khẽ động, khôi lỗi này không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng một bên giao thủ với khôi lỗi, một bên nghe thủy nhạn ngọc cùng quách tu văn đối thoại